Rồi, ta bắt đầu nhé. Thì bây giờ anh sẽ share màn hình của anh ở trên cái tài liệu này thì anh sẽ gửi sau, nhưng trước hết anh sẽ share, anh giới thiệu cho các bạn về cái chương trình học này. Ok, đây là cái phần chương trình của các bạn học. Thì khi các bạn học ấy, thì cái chương trình học của các bạn nó sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là phần các bạn học tạo câu tiếng Anh. Các bạn sẽ có hai phần. Phần 1 là các bạn học tạo câu. Sau đấy là phần 2 thì các bạn học giao tiếp. Thì phần tạo câu này thì cái mục đích của nó là sau khi các bạn học được tạo câu này, các bạn sẽ tạo được các câu trong tiếng Anh. Và quan trọng là chúng ta sẽ không sử dụng cấu trúc ngữ pháp. Thông thường ấy, thì cái việc học tiếng Anh của chúng ta, cái khó của chúng ta là chúng ta hay ngại nhớ cấu trúc ngữ pháp, bởi vì là nó rất nhiều cấu trúc ngữ pháp, nên thành ra là cái người Việt Nam nói chung chúng ta không sử dụng được vì phải học nhiều quá, nên là các bạn không nhớ được các cấu trúc ngữ pháp. Thì anh sẽ sử dụng các bạn anh sẽ dạy các bạn cách tạo câu mà không sử dụng cấu trúc ngữ pháp nó sẽ như thế nào. Thì sau khi các bạn, tí anh sẽ nói cụ thể từng phần. Sau khi các bạn học giao tiếp, sau khi các bạn học xong phần tạo câu ấy, thì các bạn sẽ sang phần giao tiếp. Thì mục đích của các bạn sẽ phải, thực ra là các bạn muốn sẽ học nghe nói là chính, nhưng mà anh sẽ dạy để các bạn sẽ sử dụng được tiếng Anh trong đời sống hàng ngày như là tiếng mẹ đẻ của mình. Trong đời sống hàng ngày thì các bạn, tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ và nó giống như kiểu tiếng Việt mình dễ thôi. Thì khi các bạn sử dụng tiếng Việt được trong đời sống hàng ngày thì các bạn phải sử dụng tiếng Anh được tương đương với cái mức đó thì mới là đảm bảo mục đích của việc sử dụng ngôn ngữ được. Chứ không chỉ là nghe nói, các bạn phải nghe nói, đọc viết, xem phim, nghe nhạc, các bạn phải làm được bằng tiếng Anh thì đấy nó mới đảm bảo được cái việc sử dụng của một ngôn ngữ. Và ở đây anh sẽ dạy để các bạn sử dụng, chứ anh không dạy các bạn để thi. Nhưng tất nhiên là khi các bạn cần thi thì nó cũng không khó lắm đâu, bởi vì các bạn chỉ cần, khi các bạn đã nói được, đã viết được, các bạn chỉ cần từ vựng, và nữa là các bạn có thể thi được các cái thứ khác, nó không khó. Rồi bây giờ anh sẽ vào từng phần nhé. Nhất là phần tạo câu này. Thì đây là cái chương trình tạo câu của các bạn. Phần tạo câu của các bạn thì nó nằm ở trong file này này. Bạn nào nhắn tin đi, các bạn chờ tí anh xem bạn nào nhắn tin đi. À đây rồi, chị Oanh chị nhắn tin. Chờ các bạn chờ chút thì anh copy cái ID cho chị vào này. Ngân nghe thấy chưa Ngân? Nghe được chưa em ơi? Không nghe thấy gì à? Từ anh hỏi xem bạn Ngân bạn nghe thấy gì chưa? Sao lại không nghe thấy nhỉ? Hay là đang tắt mic rồi? Ok, anh sẽ xem và anh sẽ nói cho các bạn phần tạo câu nhá. Phần tạo câu này thì các bạn sẽ qua hai phần, là phần đầu tiên anh sẽ chỉ lại cho các bạn toàn bộ phần phát âm. Thì sau khi các bạn học xong phần phát âm này, nó sẽ rơi vào khoảng 2 buổi học của các bạn sẽ phát âm được toàn bộ cái các từ tiếng Anh mà không cần sự trợ giúp của ai cả. Và tất nhiên sau đến buổi thứ hai, tức là sau buổi này đến buổi nữa, các bạn sẽ được phát âm cùng với từ điển, và các bạn sẽ kiểm tra âm thanh của mình với từ điển mà nó đúng như nhau. Thì có nghĩa là các bạn từ đấy về sau các bạn sẽ phát âm mà không cần phải ai nhờ ai phát âm cho các bạn đấy, các bạn phải tự phát âm được. Đấy là mục đích của cái phần đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ học tạo câu. Thì anh sẽ gọi cái chương trình này chương trình tạo câu, chứ anh không gọi là chương trình học cấu trúc ngữ pháp. Bởi vì trước đây các bạn học cấu trúc ngữ pháp thì nó rất nhiều. Các bạn nào đã đi học rồi các bạn biết là các bạn sẽ sử dụng từng quyển rất dày các loại cấu trúc ngữ pháp. Và theo anh thì cái việc đấy nó rất là khó, bất khả thi để các bạn có thể nhớ tất cả, để các bạn có thể viết được một cái nội dung nào đấy. Nên là anh sẽ không sử dụng công cụ đấy vì nó quá nhiều. Anh sử dụng một loại công cụ khác, tất nhiên là cũng phải được dùng để tạo câu. Thì nếu không dùng ngữ pháp thì anh sẽ dùng cái công cụ khác, đấy chính là loại từ. Thì đây, thì khi các bạn biết là loại từ của các bạn trong ngôn ngữ nào thì nó sẽ giới hạn là một số loại từ khác nhau. Ví dụ như danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ học từng loại từ này xem cách sử dụng của nó như thế nào trong câu. Và từ đấy là về sau này bất cứ từ nào thuộc một cái loại từ nào đấy, các bạn sẽ biết là cách dùng của nó như thế nào trong câu.
và các bạn chỉ việc ghép vào câu là xong. Thì câu nó ở đâu? Thì khi các bạn học tạo câu sử dụng loại từ này thì anh sẽ căn cứ vào động từ này. Anh sẽ thiết lập cho các bạn 3 câu. Và 3 câu này là 3 câu các bạn sẽ sử dụng trong toàn bộ chương trình học. Thì 3 câu này nhiệm vụ của các bạn là học từng loại từ, các bạn xem là ghép được vào vị trí nào trong 3 câu này. Đó. Thì thực ra có 8 loại từ này nhưng mà các bạn chỉ sử dụng 6 loại từ đầu để tổ chức 3 câu này. Còn ví dụ như các bạn học danh từ nhé. Anh bảo danh từ có thể đứng được ở chủ ngữ này, tân trực này, bổ chủ này. Ví dụ các bạn học tính từ, anh bảo tính từ có thể đứng được ở vị trí này. Thì từ đấy về sau tất cả các tính từ khác các bạn được phép đặt vào vị trí này. Và các bạn biết là từ bất kỳ từ nào các bạn nó sẽ đều phải nằm một loại từ nào đấy. Ví dụ như là bàn, ghế, đàn ông, đàn bà, xe máy, nhà, cửa thì nó là danh từ. Tôi, bạn, tớ, cậu, ta thì nó là đại từ, đúng không? Thì ví dụ anh bảo đại từ nằm ở đây thì từ đấy về sau các bạn được phép đặt đại từ ở đây. Động từ thì nó dùng để tạo ra những cái này rồi. Tính từ chẳng hạn thì anh bảo tính từ nó nằm được ở vị trí này thì từ đấy về sau đẹp, xấu, gầy, béo, giỏi, thông minh, tốt bụng các bạn được phép đặt vào đây. Đó. Thì khi các bạn tạo được cái câu này, anh gọi là câu đơn giản, là câu chỉ có một động từ. Sau khi các bạn có loại câu có một động từ này thì các bạn nhớ là trong tiếng Anh nó sẽ có một cái khái niệm gọi là chia động từ. Tức là cái động từ của các bạn nó bị thay đổi hình dạng đi. Cái nhiều người không hỏi cái chị ấy không hiểu cái chia là gì. Tức là đơn giản các bạn chỉ việc thay đổi cái hình dạng của động từ theo đúng với yêu cầu của tiếng Anh. Còn tất cả các thành phần còn lại trong câu các bạn sẽ phải giữ nguyên. Các thành phần khác phải giữ nguyên vị trí. Nhưng riêng cái động từ này các bạn sẽ phải thay đổi hình dạng nó đi. Thì nhiệm vụ của các bạn trong phần chia động từ này chính là các bạn biến đổi cái hình dạng của động từ đi cho nó đúng với cái dạng mà người Anh người ta sử dụng. Thì đây là đặc điểm của tiếng Anh bởi vì là nó có sự biến đổi về mặt hình thái từ. Tức là từ nó bị biến đổi dạng đi. Tiếng Việt thì chúng ta không bao giờ bị từ bị biến đổi, đúng không? Ví dụ các bạn có tôi chẳng hạn. Ngân bị làm sao không biết. Tôi đi, anh ta đi, hôm qua anh ta đi. Đấy, các bạn thấy chữ đi của mình nó luôn là dạng, nó luôn là như thế này, đúng không? Tức là cái chữ đi của mình nó không bao giờ nó bị thay đổi hình dạng. Nhưng mà tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy là nó có sự khác. Tôi đi là một chuyện, nhưng anh ta đi thì động từ đi nó phải biến thành dạng khác. Và hôm qua anh ta đi thì nó phải biến thành một dạng khác nữa. Thì đấy là cái đặc điểm chung của hệ tiếng châu Âu. Tức là cái từ nó bị biến đổi hình dạng và các bạn sẽ phải xem là nó biến đổi như thế nào trong 6 thứ này. Thực ra trong 6 thứ này thì nhìn nó khá nhiều nhưng mà các bạn chỉ việc nhớ là nó biến đổi theo hai thứ này. Hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản là gần như các bạn nắm được tất cả các cách biến đổi chính của động từ. Còn những cách còn lại nó chỉ là nó đan xen thêm vào khi các bạn đặt câu thôi. Nó không phải là cách biến đổi chính. Thế nên là cái việc chia động từ thì phần lớn nó sẽ nằm rơi ở chỗ này. Và đây cũng là hai cái phần anh sẽ sử dụng chính để cho các bạn để nói. Thì sau khi các bạn tưởng tượng là khi các bạn có câu đơn giản này, có một động từ này, động từ các bạn đã chia được xong này, thì các bạn chỉ việc ghép vào với nhau bằng một cái loại từ là liên từ, các bạn sẽ được câu dài. Đúng không? Ví dụ các bạn có tôi là bác sĩ, vợ tôi là giáo viên, các bạn ghép vào nhau bằng từ và là các bạn sẽ được một câu dài. Và khi các bạn có nhiều câu dài là các bạn thành đoạn văn. Thì khi các bạn học xong một cái xong phần câu phức tạp này là các bạn học xong về mặt tổ chức câu trong tiếng Anh. Đó. Và khi đó thì các bạn bắt đầu vào phần luyện nói. Thì ở phần bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần tạo câu nhé. Thì mục đích của các bạn là các bạn sẽ phải tạo được các câu tiếng Anh không sử dụng cấu trúc ngữ pháp. Đó. Thì ở trong phần này các bạn sẽ thứ tự lần lượt của các bạn là các bạn sẽ tạo câu ngắn này, tạo câu đơn giản này. Sau đó các bạn mang cái động từ đấy trong câu đơn giản thì các bạn chia động từ này. Và khi các bạn đã có động từ chia, các bạn sẽ ghép câu đơn giản này thành câu phức tạp. Đó. Và công cụ tất nhiên là cái đoạn này là các bạn sẽ sử dụng loại từ để các bạn tạo câu. Dạ. Đó là cái phần kiến thức về tạo câu. Thì ở trong phần này thì sau khi các bạn học xong phần tạo câu này, các bạn có nền tảng về câu rồi thì anh sẽ bắt đầu chuyển sang phần giao tiếp. Ở đây anh sẽ phải thêm là công cụ cho các bạn nào. Cách thức đi. Sử dụng loại từ này. Còn bây giờ sang phần giao tiếp thì các bạn, cái cách thức của các bạn luyện là gì thì các bạn sẽ luyện
Của Ngân là anh nghĩ là bị do thiết bị của em rồi, em có thể dùng máy tính hoặc là dùng điện thoại khác em vào, chứ không là em sẽ bị thoát ra liên tục ấy. Cách thức thì các bạn sẽ luyện nói như thế nào, thì các bạn sẽ luyện phản xạ. Phản xạ là như nào? Bây giờ các bạn sẽ tưởng tượng nhé. Khi anh có một câu hỏi như thế này bằng tiếng Anh này, các bạn biết hay không biết thì anh cũng cứ thử nghe xem nhé. Anh có câu là What's your name? Các bạn sẽ trả lời ngay là My name is, đúng không? Cái câu này nó là câu rất quen thuộc rồi. Thì tại sao các bạn lại có cái phản xạ trả lời là khi các bạn nghe câu What's your name, các bạn lại trả lời ngay được là My name is? Thì bởi vì các bạn nghe cái câu ấy rất là nhiều lần, các bạn đã lặp lại nó rất nhiều lần. Nên là cái phần What's your name, khi các bạn nghe câu đấy, các bạn thấy là các bạn không hề dịch, không hề ý niệm trong đầu là các bạn dịch cái câu đấy là tên của bạn là gì. Và khi các bạn bật ra cái câu là My name is, hoàn toàn các bạn cũng không hề kết hợp my với name với is để tạo ra một câu. Thì đó sẽ là nền tảng lý thuyết để cho các bạn luyện cái phần này. Tức là các bạn sẽ có các đoạn văn, ở đây các bạn sẽ có 40 chủ đề khác nhau. Và các bạn sẽ luyện nói về 40 chủ đề. Mục đích của các bạn là để tăng cái từ vựng của các bạn lên từ 2000 đến 2500 từ. Thì cái lượng từ vựng này đủ cho các bạn sử dụng trong đời sống hàng ngày mà các bạn không gặp khó khăn gì trong việc nói cả. Đấy là mục đích thứ nhất. Và mục đích thứ hai của các bạn là tăng phản xạ nó nghe nói. Thì mục đích này các bạn rõ rồi, để tăng được cái từ 2000 đến 2500 từ này, các bạn sẽ luyện 40 chủ đề khác nhau. Và trong mỗi chủ đề đấy thì anh sẽ bố trí cho các bạn cả từ vựng, cả bài nói. Thì sau khi các bạn có cái bài nói rồi đấy, thì các bạn sẽ luyện phản xạ bằng cách là các bạn sẽ đặt câu hỏi và trả lời, đặt câu hỏi và trả lời liên quan đến cái bài đấy. Thì các bạn sẽ hỏi đi hỏi lại liên tục theo những cách khác nhau, để sao cho khi các bạn nghe tất cả các câu nó sẽ giống như câu What's your name, và khi các bạn phải trả lời nó phải bật ra ngay lập tức giống như câu My name is. Thế ví dụ anh hỏi, thay vì anh đổi câu đấy, anh hỏi là What time did you get up? Thì các bạn có thể trả lời là I get up at 6 in the morning, hoặc là 6 a.m. Thì tại sao anh có thể nói được như vậy? Bởi vì thực ra anh chỉ hơn các bạn duy nhất là yếu tố anh lặp lại nhiều hơn các bạn, chứ không có cái gì là nó là khó khăn trong cái việc này cả. Nên anh lặp lại cái đấy nó quá nhiều lần rồi thì tự động cái phản xạ của anh sẽ bật ra thôi. Đó, thì chúng ta sẽ luyện như vậy. Các bạn sẽ có một bài đây, các bạn sẽ nhìn nhé. Đây là một bài mẫu này. Đây là một số bài ở mức 2. Các chủ đề ở mức 2, ở đây chủ đề ở mức 1. Ví dụ anh sẽ cho các bạn một bài mẫu như này nhé. Đây là một bài mẫu về gia đình nhé. Thì trong đây anh sẽ có từ vựng liên quan đến gia đình này, bố mẹ ông bà này. Đó. Thì phần từ vựng này các bạn sẽ được luyện trước ở trên một cái ứng dụng khác, anh sẽ nói sau. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phần luyện hỏi này. Thì từ cái bài nói này, anh sẽ lấy cho các bạn các câu xuống đây và các bạn sẽ tập đặt câu hỏi và câu trả lời. Một người hỏi, một người trả lời. Đó. Và người hỏi anh sẽ có cái cách để cho các bạn lặp đi lặp lại câu hỏi, để làm sao những câu này các bạn nó sẽ bật ra một cách tự nhiên. Vì các bạn sẽ không cần phải nghĩ là What do David's family do, nghĩa là gì? Và các bạn hiểu ngay là cái mục đích của câu hỏi đấy là gì, và lập tức các bạn bật ra câu trả lời ngay ngay. Và các bạn lặp thì rất là nhiều lần, thì khi các bạn lặp những cái câu tương tự như vậy, nó sẽ tự động nó bật ra. Và khi các bạn làm được việc đó thì các bạn mới đảm bảo được nhu cầu dẫn, cái tiêu chuẩn của việc giao tiếp. Khi giao tiếp mà các bạn còn nghe để các bạn dịch thì các bạn sẽ không thể nào nghe được hết nội dung, bởi vì các bạn đang dịch một câu, người ta nói cho các bạn thêm ba câu nữa, các bạn không thể dịch kịp được. Và khi nói mà các bạn dùng cấu trúc ngữ pháp thì các bạn không thể nói kịp được, vì nó tốc độ nó rất là chậm. Các bạn muốn nói được tiếng Anh, các bạn phải cảm giác như tiếng Việt này này, tức là cái câu anh đang nói nó sẽ vào đầu các bạn ngay, và các bạn thấy anh hoàn toàn không tổ chức cái câu gì, đúng không? Đây là toàn toàn là nó bật ra một cách tự nhiên. Và để đảm bảo được cái nói tiếng Anh, các bạn phải luyện được đến mức đấy. Và cái trong cái thời lượng của các bạn anh sẽ luyện cho các bạn đến được cái mức như vậy. Tất nhiên là mỗi người sẽ có cái mức độ khác nhau, tùy theo cái mức chuyên cần của các bạn thì nó có thể đạt được cái mức độ khác nhau, có người trôi chảy hơn. Nhưng đảm bảo là phải được yêu cầu là các bạn sẽ phải nói ra được một câu câu một cách tự nhiên, và các bạn nghe các bạn sẽ không dịch nữa. Ít nhất là cái đảm bảo nhu cầu đấy. Còn người nào nói nhanh hay là nói chậm, có người nói hay hay là người nói nó không hay, thì đấy là do cái phần luyện của các bạn, chuyên cần của các bạn như thế nào. Thì ở trong phần này thì
Các bạn sẽ luyện 40 chủ đề, các bạn như thấy có 20 chủ đề ở đây này. Ở đây các bạn sẽ có 10 cái chủ đề đầu, các bạn thấy nó hơi khác một chút với những cái chủ đề còn lại đúng không? Thì cái phần 10 chủ đề đầu này này, thì sau khi các bạn học tạo xong tạo câu đơn giản, đến phần nghi vấn, các bạn biết đặt câu hỏi. Anh sẽ tạm thời dừng cái việc học tạo câu của các bạn ở đây. Nó sẽ rơi vào độ 5 buổi các bạn có thể tạo được tất cả những câu đơn giản. Tức là câu có một động từ các bạn chỉ cần mất 5 buổi thôi. Gồm có 2 buổi nói, à 2 buổi luyện phát âm và 3 buổi luyện tạo câu là các bạn có thể tạo được tất cả các câu ngắn rồi. Đó, thì sau khi các bạn luyện đến phần cứ hết phần câu ngắn này thì các bạn đến phần anh chỉ cho các bạn đến phần nghi vấn, tức là các bạn biết đặt câu hỏi. Thì các bạn sẽ dừng lại và các bạn bắt đầu luyện nói 10 bài đầu tiên liên quan đến câu ngắn. Và trong phần này các bạn cũng sẽ thực hành luôn việc đặt câu hỏi và đặt trả lời. Thì các bạn sẽ luyện 10 bài đầu tiên ở cái mức này. Sau đó khi các bạn học xong luyện xong 10 bài này, các bạn sẽ bắt đầu quay lại các bạn học nốt khoảng 3 buổi nữa về việc tạo câu dài và việc chia động từ. Việc chia động từ quan trọng nhất là nó chia theo thì, và chia theo thì quan trọng nhất là thì hiện tại với thì quá khứ thôi. Thế các bạn sẽ mất khoảng 3 buổi nữa. Thì các bạn sẽ học xong phần tạo câu và sau đó các bạn quay lại học các phần còn lại. Luyện các chủ đề còn lại. Thì các bạn thấy là những cái chủ đề đầu tiên này anh có sẵn bài cho các bạn rồi. Nhưng mà những cái chủ đề về sau này, bây giờ các bạn ví dụ như có cái daily routine là cái công việc hàng ngày. Đây các bạn sẽ thấy là ở đây anh không có một cái nội dung bài nào cả. Không có câu hỏi, không có câu trả lời, chỉ có duy nhất từ vựng các công việc các bạn làm hàng ngày này. Đó. Thế thì các bạn sẽ làm gì ở phần này? Phần này bài viết hoàn toàn là của các bạn. Các bạn sẽ tự học từ trước, sau đó các bạn sẽ sáng tạo ra một bài viết. Và khi các bạn sáng tạo này nó mới bắt đầu sinh ra các vấn đề liên quan đến phần viết, phần đặt câu anh sẽ hướng dẫn cho các bạn. Sau khi các bạn có bài viết rồi thì anh sẽ chữa phần bài viết đi bằng tiếng Anh và các bạn sẽ sử dụng chính cái bài viết của mình để luyện nói. Yeah. Luyện nói cũng y hệt xuống đây các bạn sẽ còn tự tạo câu hỏi và câu trả lời. Câu trả lời thì từ bài viết của các bạn rồi. Câu hỏi các bạn sẽ tiếp tục tự tạo câu hỏi ở bên này. Đó. Thì cái phần luyện đấy các bạn sẽ trải qua 2 mức. Mức 1 các bạn luyện hoàn toàn ở câu câu ngắn, câu đơn giản, nhưng mà từ phần này trở đi thì các bạn được viết tự do nên có thể các bạn sẽ tự sử dụng câu phức tạp được. Đó. Nhưng mà toàn bộ ở mức 1 này các bạn sẽ dùng thì hiện tại đơn giản là chính. Còn nếu mà nó cạn, nó đan xen các thì khác của tự nhiên hiện tại mà có nghĩa đang thì các bạn dùng hiện tại tiếp diễn thôi. Đó. Và sau đó các bạn sang mức 2 là các bạn luyện toàn bộ ở quá khứ. Và những cái thì nào nó đan xen ở quá khứ thì nó đan xen vào. Đấy, rất nhiều các chủ đề khác nhau đây. Đó, thì các bạn luyện 4 buổi. Bạn chờ anh tí nhé. Chó thì nó sủa cái gì không biết được. Ok, thì khi các bạn luyện được 40 chủ đề này thì sẽ đủ chất lượng từ vựng để các bạn sử dụng hàng ngày. Đó. Đây các bạn sẽ mục đích này sẽ sử dụng như thế này. Và các bạn sẽ luyện qua 3 mức. Ở đây các bạn sẽ luyện qua 3 mức. Mức 1 các bạn sẽ luyện về câu ngắn này cộng với nói ở thì hiện tại đơn giản này. Mức 2 các bạn sẽ luyện với câu dài này cộng với thì quá khứ đơn giản. Đây là những thì chính các bạn sẽ luyện nói. Còn nếu các bạn cài thêm những thì khác vào thì các bạn cứ dùng những thì khác thôi. Và mức 3 là mức quan trọng nhất, là mức này các bạn sẽ luyện với chuyện dài và video cộng với video và phim đấy. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cộng với phim này, cộng với các video thực tế mà họ sử dụng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày để các bạn bắt kịp với cái tốc độ tiếng Anh của người bình thường. Và quan trọng hơn là ở cái mức này sẽ cho các bạn bật hoàn toàn cái phản xạ của các bạn ra. Những câu chuyện dài và những bộ phim này nó sẽ rất là dài, không có một nội dung nào cho bạn chuẩn bị sẵn cả. Các bạn sẽ phải hoàn toàn sử dụng toàn bộ cái phản xạ của mình cộng với lượng từ vựng ở 2 mức đầu tiên. Các bạn sẽ tự động bật toàn bộ cái ra để các bạn nói chuyện về một cái nội dung. Thì đây ví dụ như là các bạn có mức 3 nhé. Đây là cái mức 3 của các bạn. Các bạn có những câu chuyện dài này, những bộ phim này,
và những cái video thực tế họ sử dụng tiếng Anh trong 16 ngày. Và khi các bạn đã bắt kịp được cái tốc độ của các bộ phim và các video này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày tiếng Anh được. Được chưa? Và cái mục đích cuối cùng là các bạn sẽ phải nhớ là các bạn sẽ học tiếng Anh để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và cố gắng các bạn học một lần này cho nó xong tiếng Anh. Vì có nhiều bạn đây các bạn đã học tiếng Anh mất mấy chục năm rồi các bạn chưa học xong. Và anh không không có lẽ này cũng nhiều bạn chưa hề ý có cái ý niệm là các bạn sẽ phải học xong tiếng Anh. Anh có thể dạy xong tiếng Anh cho các bạn được. Có nghĩa là anh có thể dạy cho các bạn hoàn toàn tự chủ được tiếng Anh của mình. Các bạn sẽ không cần phải nhờ bất cứ ai chỉ câu cho các bạn, dạy các bạn nói, phát âm cho các bạn nữa. Các bạn có thể tự phát âm, tự tạo câu, tự nói được. Nhưng anh không thể dạy cho các bạn tất cả mọi thứ về tiếng Anh được. Ví dụ tiếng Anh chuyên ngành của các bạn học về kế toán, các bạn học về kinh doanh, các bạn học về y, những cái đấy anh không thể dạy được, chính bản thân anh cũng không biết những cái lượng từ vựng ở trong những cái chuyên ngành đấy. Nếu mà anh phải nghe một cái nội dung liên quan đến những cái gì liên quan đến chuyên ngành thì nó hoàn toàn anh không biết. Thì làm nào để các bạn biết được những cái đấy? Thì cái đấy nó rất là dễ thôi. Các bạn biết tạo câu, các bạn nói được, các bạn chỉ cần học duy nhất một thứ nữa là từ vựng của cái chuyên ngành của các bạn. Các bạn sẽ ghép vào câu, các bạn sẽ ghép vào bài nói của mình là các bạn có tiếng Anh chuyên ngành. Đó. Thì cái đấy anh không dạy được, anh chỉ dạy cho các bạn có thể xong, các bạn có thể tự chủ hoàn toàn tiếng Anh của mình được. Và để làm được cái việc đấy các bạn sẽ cần 3 tháng, tương đương với 30 buổi học. Có khả năng sẽ hơn, bởi vì là như anh nói là các bạn đến học, sau khi các bạn học xong cái mức 3 đấy, thì anh sẽ có cái chương trình trao đổi học viên với các cái giáo viên nước ngoài. Bởi vì anh tham gia vào những cái nhóm cùng với các giáo viên nước ngoài khác thì họ cũng là những người dạy tiếng Anh, họ cũng có học trò. Thì anh với các những người giáo viên sẽ trao đổi các bạn với các học trò của họ. Thì họ đều là những người được học tiếng Anh nhưng cái tiếng Anh của họ sẽ nghiêm chỉnh. Các bạn có thể luyện với họ hàng ngày. Và như vậy sẽ tốt cho cả hai người. Các bạn có thể nói được tiếng Anh với họ và họ cũng thể nói tiếng Anh với các bạn. Và các bạn sẽ không có công lựa chọn nào khác ngoài nói tiếng Anh. Thì tiếng Anh của các bạn trong cái giai đoạn đấy nó sẽ lên rất là nhanh. Thì nên anh không chắc được cái thời gian của các bạn. Sau 3 tháng các bạn có thể luyện thêm bao nhiêu thời gian với những người đấy. Nhưng mà anh sẽ tìm partner cho các bạn để các bạn luyện cùng và sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự ôn luyện từ đó về sau nữa. Khi mà các bạn sẽ không có lớp học như thế này nữa thì các bạn sẽ phải tìm cách duy trì. Vì học nó đã vất vả rồi, còn duy trì nó cũng là một việc khó đấy. Đó, thì đấy sẽ là con đường của các bạn đi. Thì cái con đường của các bạn nó sẽ, anh sẽ nói lại qua một chút. Đầu tiên các bạn sẽ học tạo câu. Tạo câu thì các bạn học tạo câu ngắn này. Sau đó câu ngắn này nó có động từ thì các bạn chia cái động từ nó ra. Và sau đó các bạn ghép nó lại với nhau thành câu dài. Yeah. Và sau khi có câu dài này thì các bạn bắt đầu luyện sang luyện nói. Luyện nói thì các bạn sẽ có 3 mức. Mức 1 là các bạn học nói câu ngắn và hiện tại đơn giản. Mức 2 là câu dài thì quá khứ đơn giản. Và mức 3 các bạn sẽ luyện nói phản xạ qua video và phim. Yeah. Đó. Thì cái phần đầu tiên trong cái phần chương trình bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên. Tất cả những cái file này thì anh sẽ gửi cho các bạn. Các bạn sẽ không phải ghi chép gì trong cái buổi học cả. Toàn bộ thời gian các bạn sẽ dùng để thực hành. Ở phần phát âm thì các bạn sẽ thực hành phát âm. Ở phần luyện đặt câu thì các bạn sẽ thực hành đặt câu. Còn luyện nói thì các bạn sẽ thực hành phản xạ. Nên là chúng ta hạn chế tối đa cái việc ghi chép lý thuyết. Cái gì các bạn cần các bạn có thể ghi tùy các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ hạn chế tối đa phần đấy để toàn bộ thời gian chúng ta thực hành thôi. Được chưa? Nào, bây giờ đầu tiên các bạn sẽ sang phần phát âm nhé. Đây là phần đầu tiên. Phần này thì vì anh nói như các bạn học tiếng Anh từ đầu, có thể tất cả các bạn, mỗi bạn sẽ có một mức tiếng Anh khác nhau trước đây. Nhưng nếu các bạn đã học thì chúng ta sẽ đi lại một lượt từ trên xuống dưới. À quên, từ dưới lên trên chứ. Để theo đúng một lượt là các bạn sẽ đi từ cái phần mất gốc cho phần lên trên, các bạn có phần trên nhất. Để sao cho các bạn có một hệ thống kiến thức. Sau này khi các bạn cần, các bạn có thể xem lại một lượt là các bạn hiểu ngay mình có những cái gì. Còn có những bạn học tiếng Anh các bạn không biết là mình có những cái gì mất, không có những cái gì thì các bạn nên nên theo dõi cái chương trình này để các bạn hệ thống toàn bộ lại kiến thức của mình. Còn những bạn nào mất gốc thì đây là chương trình của các bạn. Bởi vì anh sẽ dạy cho các bạn chính xác từ cái việc mất gốc luôn, dưới cả phần mất gốc. Bởi vì thông thường khi các bạn học tiếng Anh ấy, người ta sẽ bắt các bạn học bảng chữ cái ABC đầu tiên. Sau đó người ta sẽ bắt các bạn học 12 thì, và đấy là cái điểm vô lý. Bởi vì các bạn chưa biết tạo câu, các bạn học không thể biết thì nó là cái gì cả. Anh sẽ dạy các bạn trước cả cái phần phát bảng ABC đấy nó là cái gì thì các bạn sẽ biết. Được chưa? Ok, bây giờ trong cái phần kiến thức này thì đây là cái trang, nó chỉ có một trang cái này thôi.
là toàn bộ kiến thức về tạo câu của các bạn. Các bạn nắm được cái trang này là các bạn nắm được toàn bộ kiến thức tạo câu của tiếng Anh. Ok, bây giờ anh sẽ sang phần đầu tiên của các bạn là phần phát âm. Đâu nhỉ? Đây rồi. Đây. Các bạn thấy phần đầu tiên của các bạn là phần phát âm này. Đó. Sau đây các bạn sẽ học từng loại từ một. Đây, từng loại từ một. Đánh câu đơn giản, chia theo ngôi, dạng, thì, thái, thức. Và đánh câu phức tạp. Nó chỉ có này thôi. Cái lô này, cái chỗ này nó chỉ rơi của các bạn khoảng 10 buổi. Các bạn nào học nhanh, nhóm nào các bạn học nhanh thì mất có 8 buổi là các bạn học xong toàn bộ việc tạo câu tiếng Anh. Nó sẽ rất là có lợi. Vì các bạn chỉ cần cái thời gian đấy là các bạn có thể tự tin với việc đặt câu của mình rồi. Nên không phải lo là vừa đặt vừa vừa run nữa. Ok, bây giờ các bạn sẽ sang phần đầu tiên nhá. Phần phát âm này. Nào, trước khi phần phát âm anh sẽ nói cho các bạn một chút về cái phần khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Nhiều người học tiếng Anh bao nhiêu lâu các bạn cũng chưa chắc các bạn đã để ý cái đấy. Anh tắt bớt những cái này đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ qua một chút. Đầu tiên các bạn nói về tiếng Việt trước, là tiếng mẹ đẻ của mình trước đã. Tiếng Việt là tiếng đánh vần. Đánh vần có nghĩa là nào? Khi các bạn học bằng chữ cái xong, các bạn có thể đọc được gần như tất cả các chữ trong tiếng Việt, trừ những chữ nào mà nó khó quá. Ví dụ các bạn có chữ A đúng không? Thì khi các bạn ghép thêm chữ bờ và các bạn có chữ ba, chữ hờ và các bạn có chữ ha, chữ đờ và các bạn có chữ đa, tức là chữ A trong tất cả các trường hợp luôn đọc là A. Thì khá nhiều thứ tiếng trên thế giới nó có cách đánh vần bằng chữ cái như này. Tức là khi các bạn học xong bằng chữ cái, các bạn có thể đánh vần được tất, các bạn có thể đọc được tất cả các chữ khác, mặc dù các bạn không hề biết nghĩa của nó. Bạn nào biết tiếng Tây Ban Nha thì các bạn cũng biết là tiếng Tây Ban Nha đánh vần được, tức là các bạn học xong bằng cái các bạn đọc được tất cả các chữ Tây Ban Nha. Các bạn nào biết bài hát này thì các bạn biết đúng không? Đấy, cái bài hát Despacito này là một bài hát sử dụng tiếng Tây Ban Nha và các bạn thấy phát âm của nó y hệt như mặt chữ Despacito. Anh thì cũng từng học tiếng Tây Ban Nha một thời gian ngắn rồi nên là anh biết được cái nguyên tắc này. Thứ hai, ví dụ như các bạn có chữ O nhưng mà chữ cá chẳng hạn, các bạn thêm chữ cờ và các bạn có chữ co đúng không? Đờ vào đo, nờ vào no. Đó, chữ O trong mọi tình huống đều phát âm là O. Thế nên là đấy là tiếng Việt mình đánh vần được. Bây giờ các bạn sang loại thứ hai là tiếng Anh nhé. Đấy, bắt đầu bằng chữ A đi. Chữ A nhiều bạn biết trong bảng chữ cái của tiếng Anh, chữ A đọc là A. Đó. Thì ví dụ anh lấy một chữ, ví dụ có chữ này thì đọc của nó là stay, vẫn giữ nguyên vần A. Nhưng mà anh sang một chữ khác, ví dụ như chữ này, cái này quán bar đấy, từ này các bạn không đọc là bay nữa mà các bạn lại đọc là anh sẽ ghi lại cho các bạn cả cái phần âm thanh để cho các bạn nhìn. Cái này đọc là stay đúng, nhưng cái này không đọc là bay mà nó lại đọc là bo, tức là không phải nằm a mà nằm o, bo. Được chưa? Hoặc là chữ gì dùng chữ a này nữa nhỉ? Các bạn còn nhớ chữ gì không? À đây, chữ này. Đây, chữ này thì các bạn đọc là gì? Không đọc là đây, cũng không đọc là đo, đúng không? Đọc là đẹp. Thì như các bạn thấy cùng một chữ A nhé, có 3 cách phát âm khác nhau. Đấy là anh mới kể được 3 cách, thì đấy còn có rất nhiều cách phát âm khác nhau. Như vậy là khi các bạn học học biết, các bạn biết chữ A trong bảng chữ cái, các bạn không thể phát âm được tất cả các chữ. Đó. Bây giờ sang chữ O tương tự nhé. Chữ O trong bảng chữ cái nhiều bạn biết phát âm của nó là O. Ví dụ anh lấy chữ G đi với O đọc là go. Được chưa? Nhưng chữ D đi với O thì sao? Không đọc là đâu đúng không? Đọc là do. Xong rồi D đi với O, OR này có đọc là đọ. Không đọc là đâu, không đọc là do. Mà lại phải đọc là đo. Xong rồi ví dụ các bạn cờ O với W thì đọc là gì? Câu, cu, cô. Lại đọc là cow. Lại thành ao. Tức là cùng một chữ O này mà các bạn có đến tận bao nhiêu cách phát âm thế này. Từ đấy các bạn suy ra tiếng Anh là thứ tiếng không đánh vần. Và đây là đặc điểm tiếng Anh trước khi các bạn học các bạn phải biết. Để các bạn bỏ ngay cái ý niệm là các bạn có thể nhìn vào cái chữ mà có thể phát âm được tiếng Anh, không có chuyện đấy. Ở một số nơi người ta có ở một số nơi đây các bạn ví dụ trên mạng các bạn ghi nhé.
Và các bạn có cái sách họ ghi là đánh vần tiếng Anh này. Sách này khá là đắt. Đây này. Gần đây thậm chí cho học sinh đến tận 500 nghìn cho 5 quyển này. Còn cho người lớn thì nó bán 130, gần 130, 30. Thì đây là một cái trick, theo anh nó là một cái trò để nó đánh lừa cái tâm lý của người Việt Nam mình. Bởi vì khi các bạn chưa hiểu bản chất của tiếng Anh, các bạn biết là tiếng Việt mình đánh vần được, thì khi người ta ghi cái tựa sách là học đánh vần tiếng Anh như này, các bạn sẽ nghĩ ngay là các bạn đánh vần được mặt chữ, thế thì nó tiện quá. Thì các bạn nhìn chữ tiếng Anh, các bạn chỉ đánh vần một cái là các bạn ra ngay thì nó tiện quá. Nhưng đấy là cái trick, nó lừa cái tư duy của mình. Bởi vì khi các bạn nào đã từng đọc cái sách này, ở trong này người ta cũng không phải là dạy các bạn đánh vần mặt chữ, mà người ta dạy các bạn đánh vần cái phiên âm, tức là những cái ký hiệu này này. Đó. Mà những cái ký hiệu này các bạn không cần phải mua một quyển sách như này, nó các bạn đầy sách, đầy những cái sách phát âm, hoặc là các bạn cũng từng học phát âm rồi. Nhưng mà nó đặt một cái bìa sách này mình rất dễ là hiểu nhầm là mình đi học đánh vần mặt chữ. Và đấy là cái khó khi mà chúng ta không hiểu cái bản chất của cái ngôn ngữ này. Thì khi các bạn học tiếng Anh, các bạn sẽ phải nhớ nó không đánh vần được. Đừng hy vọng là các bạn sử dụng mặt chữ để các bạn đánh vần. Thậm chí người Anh có những từ họ vẫn phải tra từ điển. Khi nó là từ chuyên ngành, họ không hề biết nó phát âm như nào, họ vẫn phải tra từ điển. Còn thậm chí có những từ trong từ điển còn không có. Ví dụ anh lấy cái từ điển Oxford cho các bạn xem nhé. Bây giờ anh chỉ search một cái cụm từ là long words in English, tức là những cái từ dài trong tiếng Anh nhé. Anh thử lấy một vài từ dài nào. Nhưng từ này thì nó dài quá. Kiếm một vài cái từ dài nha. Những cái từ này thì chắc chắn này, để từ này thì người Anh, những người Việt, những người nào cũng không thể đọc được cái từ này. Các bạn tra từ điển thì chắc chắn nó không có luôn. Đây từ điển Oxford nhá. Đấy, từ này nó không có này. Không có cái kết quả chính xác được tìm thấy này này. Thì những từ này thì phát âm như nào thì người Anh người ta cũng chịu, người ta không biết. Từ này chỉ có người chuyên ngành người ta mới biết từ này phát âm như nào thôi. Lấy từ ngắn hơn thì anh tra những từ này chắc chắn trong từ điển nó sẽ không có. Thì anh làm việc này để cho các bạn thấy là tiếng Anh nó không đánh vần, thậm chí bản thân người Anh họ cũng sẽ phải tra từ điển với những từ họ không biết phát âm. Và những có những từ trong từ điển nó còn không có như thế này thì họ phát âm như thế nào được? Nhưng họ phải có cái người nào có chuyên môn về cái từ này thì họ mới biết để họ phát âm cái từ này cho. Thế nên là các bạn bỏ ngay cái hy vọng là có thể đánh vần bằng mặt chữ. Thì vậy khi học tiếng Anh thì các bạn phát âm phải bằng cái gì? Như các bạn thấy nhá. Ví dụ như anh sang một cái từ này đi. Ví dụ thế, trong bất cứ cái từ điển nào thì nó khi các bạn học tiếng Anh các bạn để ý nó đều có cái phần này. Phần này không phải tự nhiên người ta viết thêm đâu. Phần này chính là phần phiên âm, và phần này sẽ giúp cho người sử dụng tiếng Anh đọc được chính xác âm thanh của từ này. Thế nên là nhiệm vụ của các bạn khi học phát âm là các bạn sẽ học tất cả những cái ký hiệu đó của tiếng Anh. Và các bạn coi cái phần cái đấy người ta gọi là bảng phiên âm. Và các bạn coi cái bảng phiên âm này nó là cái bảng chữ cái thứ hai của tiếng Anh. Thay vì cái bảng 26 chữ là bảng A, B, C, D đấy. Bảng đấy nó không có giá trị trong phát âm, nó chỉ có giá trị trong việc tạo chữ viết của tiếng Anh thôi. Thì các bạn coi cái bảng này là bảng chữ cái thứ hai của tiếng Anh, và bảng này mới giúp các bạn phát âm và giúp các bạn đọc được. Thì đây là cái bảng sẽ gồm 46 ký hiệu. Thông thường thì chỉ có 44 ký hiệu thôi, nhưng anh thêm hai cái ký hiệu nữa vào mà anh không thấy trong các sách phát âm nó nói đến, thì anh cứ, nhưng mà trong phiên âm của từ nó có thì anh cứ cho vào. À, đấy là cái ký hiệu này này. Ký hiệu này thì trong các sách phát âm nó không có chữ i này này. Ví dụ như các bạn thấy ngay từ money này nó có trong đây, nhưng mà trong các sách phiên âm thì nó không có. Và chữ u này nữa. Trong các sách phiên âm thì nó chỉ dạy cho các bạn 44 trừ hai cái âm mới đi, còn anh thì anh vẫn dạy cho các bạn 46 cộng hai âm mới vào. Đó. Thì các nhiệm vụ của các bạn chỉ học xong 46 cái cách, cái cách phát âm, à, các bạn học cách phát âm của 46 ký hiệu này là các bạn có thể đọc được chính xác tất cả các từ trong tiếng Anh. Đó. Và các bạn sẽ không cần phải nhờ một ai đọc phát âm cho các bạn cái từ đấy nữa. Các bạn chỉ cần nhìn phiên âm và các bạn phát âm được từ đấy. Tất nhiên là các bạn không thể lúc nào các bạn cũng nhìn phiên âm được. Anh sẽ có cách để các bạn hướng dẫn cho các bạn để không cần nhìn phiên âm các bạn sẽ vẫn phát âm đúng được từ đấy. Đó. Và vì là anh phải dạy cho các bạn phần mọi thứ là dạy cho các bạn có thể tự lực bằng cái tiếng Anh của mình được.
tự phát âm được, tự tạo câu được, tự nói được. Thế nên là anh sẽ chỉ cho các bạn cách khi các bạn luyện. Được chưa? Thì đây là bảng chữ cái thứ hai, và các bạn học phát âm từng ký hiệu này một. Và khi các bạn đã phát âm tất cả ký hiệu này xong thì anh sẽ cho các bạn phát âm song song với từ điển. Các bạn kiểm tra lại phát âm của mình với các ký hiệu này xem nó có đúng không. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái việc phát âm nhá. Đấy là giới thiệu cho các bạn qua về chương trình học. Là trong phần phát âm này thì các bạn nhìn này, cái tài liệu thì anh sẽ gửi sau. Phần phát âm này nó sẽ có hai phần, là phần phụ âm và phần nguyên âm. Cách các bạn học sẽ như sau: các bạn sẽ học phát âm phụ âm trước, sau đó các bạn sẽ học phát âm nguyên âm và các bạn ghép âm vào vị từ. Bởi vì các bạn để ý này, các bạn nhìn thử một câu anh viết này chẳng hạn nhé, tất cả các từ trong đấy phải có nguyên âm, nguyên âm này, nguyên âm này, nguyên âm này. Hoặc là thậm chí các bạn có viết những từ là á, ối, không cần phụ âm. Thì khi phát âm một từ, nguyên âm sẽ là thành phần quan trọng hơn. Không có từ nào nó không có nguyên âm cả. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, phải có nguyên âm mới hình thành được phát âm của từ. Còn phụ âm thì là thành phần không quan trọng. Nên những từ này các bạn có cần phụ âm đâu. Tiếng Anh cũng thế, có những từ các bạn hoàn toàn các bạn không cần đến phụ âm. Ví dụ như từ này này, từ này các bạn có cần đến phụ âm đâu. Từ A này này. Thì cách cách chúng ta cũng sẽ như vậy. Phần phụ này chúng ta sẽ học trước. Sau khi chúng ta học xong, chúng ta có phát âm của toàn bộ phụ âm, các bạn sẽ ghép vào phần nguyên âm. Thì từng nguyên âm này thì các bạn sẽ học phát âm với từng từ của nó. Đây, phát âm với các ví dụ của nó. Đó, thì khi các bạn học hết phụ âm rồi, các bạn sẽ học thêm từng nguyên âm và các bạn ghép vào. Là các bạn có phát âm một từ. Và phát âm của từ này thì nó sẽ dựa vào phần nguyên âm là chính. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta vào phần phụ âm nhá. Phần phụ âm này thì anh sẽ chia đôi ra. Các bạn nhìn thấy từ âm 1 này đến âm 16. Anh thấy các bạn thấy có một âm đậm và một âm nhạt. Thì từ âm những cái âm này thì cứ âm 1 với âm 2 là một cặp, âm 3 với âm 4 là một cặp, 5 với 6 là một cặp. Một cặp có nghĩa là thế nào, là có cùng cách phát âm, cùng vị trí phát âm, nhưng cách phát âm thì khác nhau. Tí anh sẽ nói kỹ về cái phần này. Còn từ âm 17 đến âm 24 không có cặp, một mình một âm là một cặp thôi. À, một mình một âm của nó đấy. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát âm những cặp này trước nhé. Thì những cặp này các bạn sẽ để ý cho anh này. Âm đậm thì các bạn ấn chặt nhả nhanh này. Âm nhạt thì các bạn ấn nhẹ chậm này. Ấn vào đâu thì từng âm sẽ khác nhau. Ví dụ cặp 1, 2 anh bảo là các bạn ấn môi vào. Thì cứ âm P, âm 1 các bạn, nó là âm đậm, các bạn ấn chặt. Sau đấy các bạn nhả nhanh ra. Âm 2 là âm nhạt, các bạn ấn nhẹ thôi, các bạn nhả chậm ra. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện. Các bạn nhớ như anh nói từ đầu, thời gian lý thuyết của các bạn là anh nói, anh có quay video lại, các bạn cần các bạn xem lại. Toàn bộ thời gian còn lại của các bạn là thực hành. Và trong phần phát âm này, phần thực hành cực kỳ quan trọng, bởi vì các bạn phải thực hành để sao cho môi, lưỡi, miệng của các bạn nó phải đúng vị trí của âm thanh đấy. Để sau khi các bạn phát âm từ thì cái môi của các bạn, ví dụ anh vào âm pờ vậy, lập tức nó phải ngậm vào ngay. Đó, ngậm vào ngay, sau đấy các bạn phát âm đúng với âm đấy. Tiếng Việt phát âm là pờ, nhưng tiếng Anh nó phát âm là. Và khi các bạn phát âm từ cái bút chẳng hạn, thì không phải phát âm là pen mà nó phát âm là pen. Âm của nó phải như vậy nó mới đúng. Chứ các bạn phát âm là pen, chữ pờ tiếng Việt nó gần với âm thanh của tiếng Anh, nó không phải nắm đúng. Thế nên là để các bạn chỉnh lại cái hệ thống phát âm của mình nó đúng với của tiếng Anh ấy, thì các bạn phải phát âm từng từ nó đúng. Tại sao các bạn phần lớn người Việt Nam nói tiếng Anh nghe nó không tốt bằng người phương Tây? Lý do là mình có một cái lợi là các bạn sử dụng cái bảng chữ cái hệ Latin, nó cũng giống với tiếng Anh, thành ra là chúng ta có nhiều âm thanh nó khá gần mà nó không phải đúng đâu nhé, nó gần với cái việc phát âm của tiếng Anh, và chúng ta sử dụng luôn những cái âm của tiếng Việt đấy phát âm tiếng Anh, nên âm của chúng ta không giống với âm của người Anh. Và vì vậy nhiệm vụ của chúng ta phải sửa lại các vị trí phát âm để cho nó đúng với vị trí phát âm của người Anh. Cấu tạo miệng của mình với cấu tạo miệng của họ cũng nhiệt như nhau, thế nên là mình đặt đúng vị trí miệng là âm thanh của mình sẽ ra đúng, còn cái giọng nó là vấn đề khác nhé.
cái giọng các bạn nghe làm sao một người giọng phương Tây với giọng của người phương Đông, à phương Đông của mình thì nó rất rất khó khác nhau, nhưng phát âm phải đúng. Còn cái giọng nó là một cái vấn đề khác, không thể cái giọng đấy thì phải luyện rất nhiều nó mới có thể bắt chước cái giọng của người nước ngoài được. Giọng nó là khái niệm khác, phát âm nó là khái niệm khác. Phát âm các bạn phải đúng đã. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào từng cặp một này. Anh sẽ để cái này ở đây các bạn nhìn nhá. Cứ âm động thì ấn chật là nhanh. Một với hai là một cặp này. Phần này phát âm sẽ khá mệt nhé. Anh phát âm, các bạn phát âm lại. Phải thực hành. Mọi thứ phải thực hành nhé. Thực hành để cho các bạn quen. Âm P này. Cách phát âm của nó như sau. Các bạn ngậm môi lại và các bạn bật ra. Âm 1 sẽ là ngậm chặt, đẩy ra nhanh. Âm 2 là ngậm nhẹ, đẩy ra chậm. Các bạn phát âm theo anh nhé. Anh sẽ phải tắt mic của các bạn đi để các bạn tự luyện theo phát âm của anh là được. Sau đây tí anh sẽ kiểm tra các bạn xong. Ngậm vào nhá. Âm P này. Các bạn phát âm. Anh phát âm lại này. Các bạn lại phát âm theo. Lần 3 này. Các bạn phát âm. Đó. Tiếp theo anh ra âm 2. Ấn nhẹ, nhả chậm. Các bạn ấn nhẹ vào. Phát âm theo anh này. B. 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 Cặp 1, 2 này. Âm 1 này. Các bạn phát âm. Âm 2 này. B. B. Bây giờ đến lượt các bạn phát âm nhé. Anh đọc số, các bạn phát âm. Sau đây anh sẽ phát âm lại, các bạn tự chỉnh lại theo nhé. 1. Hai. B. Một. Hai. B. B. Ok. Anh phải tắt mic của Uyên đi nhé. Tí anh sẽ luyện với các bạn sau bởi vì em phát âm mọi người nghe thấy. Ok, tương tự các bạn sang cặp 3, 4. Để anh cho âm thanh nó to. À, cho cái hình nó to lên này. Nếu các bạn nhìn điện thoại nó vẫn dễ nhìn. Ok, cặp 3, 4 là F với V. Thì tương tự. Âm F ấn chặt. Đẩy hơi ra nhanh. Âm V ấn nhẹ thì chậm. Âm F này. Cách phát âm đỉnh răng trên các bạn ấn vào đỉnh môi dưới. Này. Đó. Sau đấy là các bạn đẩy hơi ra. Âm F này thì ấn chặt và đẩy hơi nhanh. Các bạn phát âm theo anh nhá. Âm V ấn nhẹ, đẩy hơi ra chậm. Các bạn phát âm âm này sẽ phải đồng thời rung cổ họng nữa. Cổ họng các bạn sẽ phải rung lên. Các bạn phải điều khiển cho cổ họng mình nó rung lên. Cặp F vào này. Ok các bạn phát âm nhá. Đây ví dụ các bạn kia âm này nó tiêu biểu nhất của cái từ này này. Các bạn biết số 5 ấy. Thì khi các bạn phát âm nó sẽ như thế này. Bắt đầu bằng âm F, kết thúc bằng âm V. Nên các bạn nghe phát âm của người Việt Nam thường phát âm số này là phai. Nên nó thiếu âm. Nó thiếu cái chữ V này này. Và chữ này nó quyết định việc nối âm sang từ tiếp theo. Thế nên là cái nối âm của mình nó yếu do các bạn hay bỏ âm. Đây, các bạn nghe phát âm của họ nhé. Đây là một tiếng Mỹ này. Five. Các bạn nghe thêm quế không? Five. Đó, nghe tiếng Anh này. Five. Đó, nó sẽ phải có âm ở cuối này. Thì khi các bạn nói một câu liên tục thì những cái âm cuối cùng này nó sẽ quyết định cái việc các bạn nối âm sang từ tiếp theo. Thế nên là các bạn không được bỏ. Tất nhiên là sau cái này khi học học tạo câu anh sẽ nói cho các bạn về phần phát âm này để sao cho các bạn có thể nhớ được phát âm của nó và phát âm đúng. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng nhớ được cái phiên âm của từ này được, không cần thiết. Việc đấy chỉ có anh cần thôi vì anh là người dạy. Còn các bạn không cần nhớ cái việc này. Tất nhiên anh sẽ chỉ cho các bạn cách khi nào các bạn học tạo câu. Rồi bây giờ các bạn phát âm cho anh nhá. Từ âm 1 đến âm 4 anh sẽ đảo lẫn vị trí. Để cho miệng các bạn có thể tự phản xạ ra này. 1. Sau đây anh sẽ phát âm, các bạn phải tự sửa lại nhé. 3.
2 B 4 1 4 Ok, anh thử một bạn phát âm cho này. Mai phát âm thử anh xem nào. Từ 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 bật mic đi. Anh nghe chưa? Em bật rồi đấy. Ok, được rồi. Anh đọc số em phát âm cho anh kiểm tra nhé. 1 Sai. Chứ không phải bờ. Phát âm lại anh nghe xem nào. Phát âm đi. Mạnh vào. Phát âm anh nghe xem nào. Anh nghe rõ không? Không nghe được. À đúng rồi, phát âm cho anh 3 lần đi cho môi nó quen này. Nghe thấy không ạ? Không, không nghe thấy gì. Âm thanh nó bé quá hoặc là do cái hơi của em nó yếu. Mà phát âm thử anh 52 anh xem nào. Nào, bờ. Bờ. 3 lần. Bờ. Bờ. 3. 4. Để dùng nhá. Ok, rồi anh cảm ơn. Em sẽ phải luyện thêm. Dạ. Phát âm nó chưa, âm thanh của nó âm đấy nó chưa chuẩn lắm. Âm 5, 6 này. Các bạn nâng cuống lưỡi này. Âm 5 thì các bạn sẽ phải nâng chặt, đẩy nhanh ra. Âm 6 thì nhẹ chậm, được chưa? Các bạn nâng cuống lưỡi này. Âm 6 nhẹ chậm. Phát âm này. G. 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 Âm 5 6 này. K. G. K. G. Ok, đây là các bạn phát âm. Anh sẽ đảo lẫn 6 âm đầu tiên này. 5 2 B 6 G 1 4 Ok. Uyên phát âm thử xem nào. 2 3 5 6 G 1 P 2 A 4 Phát âm lại xem. Ok, được rồi. Phát âm 3 lần luôn đi cho nhớ luôn nào. Ok, rồi anh cảm ơn. Được rồi đấy. Tiếp theo sang 7, 8 này. Âm 7 các bạn ấn đỉnh lưỡi vào mặt sau răng trên. Ở đây các bạn đập ra. Đập ra. Nó là chữ tờ đấy. Mình là tờ nhưng tiếng Anh sẽ phải phát âm như này này. Bạn đến đỉnh lưỡi mặt sau trên rồi các bạn đập ra nhá. Âm đậm ấn chặt đẩy nhanh nhanh. Phát âm này. Đó, cách phát âm là như vậy. Âm 8 đờ ấn vào đấy nhẹ đẩy ra chậm. Phát âm này. Đờ. 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 7 8 này.
D. D. Đó. Rồi, các bạn phát âm nhé. 7. Tám. Đ. Ba. Năm. Sáu. G. Bốn. V. Một. Ok. Mai dùng hai máy cơ. Nam phát âm thử xem nào Nam ơi. Các bạn khác cũng phát âm theo nhá. 4. Đúng rồi, 1. 7. 6. 5. Tám. Ok, đúng rồi đấy. Rồi, cảm ơn nhé. Tiếp các bạn sang âm 9 và âm 10. Âm 9 này các bạn là giống như âm chờ tre của tiếng Việt ấy. Đây, các bạn phát âm từ chữ tre này trong tiếng Việt đúng nhá. Phát âm như nào thì âm này gần như thế. Tre, tre. Đó, thì bây giờ sang tiếng Anh các bạn phát âm như nào? Các bạn muốn phát âm được âm đấy các bạn là cái mặt trên của lưỡi này này, các bạn áp vào trần miệng. Ví dụ tiếng Việt nhé, các bạn phát âm chữ chè này. Chè, chè, chè. Đó. Hay sang tiếng Anh chữ chờ phát âm như thế. Âm này ấn chặt vào, đẩy nhanh ra. Các bạn phát âm nhá. Rồi, âm 10. Các bạn phát âm cũng ấn tại đấy, ấn nhẹ thôi, đẩy ra chậm. Được chưa? Các bạn có phát âm này. J. 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 Cặp 9 10 này. J. J. Ok, rồi, một bạn nào đấy phát âm thử cho anh xem nhá. iPad này này hình như của chị không biết chị em quên em quên chị Oanh đúng không? Như chị Oanh phát âm thử cho em nhá, để em kiểm tra xem phát âm này. 9 để phát âm nó tự nhiên hơn này, giống như chữ tre đấy. 7 chị phát âm thử em xem nào. Không, chị cong lưỡi lên, cong lưỡi lên nó phát âm nhá. À, âm này nó thành tờ của tiếng Việt rồi, tờ này của tiếng Việt rồi, cơ chữ mày tờ đấy. Rồi chị phát âm lên âm 5 xem nào. 6. Không, sáu là G. G. Tám. Âm tám, âm tám. D. Thì phát âm cho em từ 3 lần nhá. D. 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 Ok, âm sáu lại nào. G. Rồi, âm tám. G. Đờ. Đấy, thế đờ. Được rồi đấy. Âm 9 chị phát âm em xem nào. Chờ. Không, âm 9 không phải chờ. Âm 9 là âm J. 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 Chị phát âm nha 3 lần nhá. J. R. J. R. J. R. Ok. À chết, nghe em nhầm âm 10 chứ không phải âm 9. Em xin lỗi chị. Âm 10 mới âm J, sorry. Âm 9 chị phát âm lại em nghe xem nào. Chờ. 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 Đó. Ok, được rồi. Âm 10 chị phát âm này. Âm 10 vừa nãy em chỉ chị đấy.
Ra. Ra. Ja. Ra. Ra. Ok, rồi, em cảm ơn. Tiếp theo các bạn sang âm 11, 12. Đấy, các bạn thấy mệt chưa? Mệt vì đi. Này các bạn phải chuẩn bị nước sẵn bên cạnh, hãy uống nước rồi. Phát âm rất là mệt. Phần dạy bắt âm bao giờ cũng là phần mệt nhất. Ok. Âm 10, 11, à quên 11, 12 là âm S. Âm S các bạn để đỉnh lưỡi, ví dụ chữ chữ sẽ của tiếng Việt nhé. Các bạn phát âm từ sẽ đúng rồi xem. Không phải là sẽ của X đâu, mà sẽ của S cơ. Đó, thì thế nó rất thường thì nếu như các bạn ở miền Bắc thì các bạn sẽ phát âm từ này nó hơi bị yếu, bởi vì là người miền Bắc thì đa số tất cả những cái chữ nào liên quan đến chữ nặng khó phát âm thì đều chuyển thành chữ nhẹ. Ví dụ như S với X thì chuyển hết với X. Ba chữ giờ đờ, giờ di và giờ rờ ấy thì chuyển hết về giờ đờ đúng không? Chờ thì chuyển hết về chờ nhẹ. Đó, đấy đặc trưng cái phát âm của người miền Bắc. Người miền Bắc thường sẽ dễ bị sai chính tả hơn, bởi vì này hàng ngày hay sử dụng cái tiếng Việt nó chưa đúng lắm. Nhưng người miền Trung thì anh thấy các bạn miền Trung thì dùng phát âm ấy là các bạn phát âm rất chuẩn mấy cái từ này. Bây giờ các bạn muốn phát âm chữ S ấy thì đỉnh lưỡi các bạn đặt ngay sau hàm răng này. Sau các bạn đẩy hơi ra này. Đẩy nhanh như này. Từ hình xem bạn nào đang bật mic. À chị Oanh đang bật mic à. Ok. Chết phải bật lên thì còn thấy mặt anh cho các bạn chị phát âm. Rồi âm Z tương tự nhẹ chậm. Cái này âm này cũng bị rung của họ. Âm 4, âm V và âm 8 là âm dự. Âm 4 này, âm 12, âm 14 và 16 là những âm sẽ phải rung của họ. Nó giống như thêm chữ ừ đấy. Cái này các bạn giống như kiểu chữ dừ. Bây giờ cặp SZ này. Em phải tắt tạm mic của chị Oanh ấy nhá, để cho phát âm đỡ lẫn vào đấy nhá. Cặp 11, 12 này. Các bạn phát âm này. Ok, rồi anh xuống cuối xem nào. Nga phát âm nào. 11, bật mic lên nhá. Từ bật mic lên, không nghe được. Bật mic ở góc trái nhé. Ok, Nga phát âm nhanh nhá. 11. À mà từ từ Nga, anh phải xưng hô là em hay là chị đi. Chị. À thì chị Nga phát âm với em nhé. Ok, 11. 12. Rung cuốn họng khó. Chị cứ thử phát âm nghe xem có được không? Gì? Đấy, chị sờ xem cổ họng mình có rung không? À không, trên đỉnh cổ họng này, chỗ trên này, không phải dưới cổ họng, đây trên chỗ này. Xem nó có rung không? Không rung à? Không rung thế này không được. Âm của âm này nó phải rung cơ. Mà những cái âm mà âm trắng ấy, nó gọi là âm hữu thanh. Âm đậm ấy, nó gọi là âm vô thanh. Âm hữu thanh thì khi phát âm cổ họng nó có rung, thì đấy là đặc trưng của âm hữu thanh. Còn âm vô thanh thì phát âm của họng nó không rung. Ví dụ âm chờ nhé, thì thấy cái dây thanh quản nó không rung. Còn âm 10 nhé, phát âm này đấy thì âm thanh của cái dây thanh quản này nó rung. Thì đấy là đặc trưng, đấy là tên gọi ngôn ngữ. Nhưng em cứ cắt cái phần đấy đi thì mọi người đỡ phải hiểu. Chủ yếu là để thực hành thôi. Chị phát âm từ âm 12 lại em xem nào. Thôi được rồi, về mặt âm thanh thì được, nhưng mà cổ họng thì em thấy chưa rung, nó chưa ổn nó đâu. Ok, phát âm âm 11 em xem nào. Không, nhả răng, giữ nguyên. Chị phát âm cho em lại 3 lần nhé. Ok, chị phát âm này em âm 11 em xem nào. Âm thanh nó bé quá. Âm 9 nè. Không, âm chờ. Nó này.
Ok. Chị phát âm nhầm 3 lần thì tí xem lại nó mới lưỡi nó mới tự động vào phản xạ đúng rồi. Âm 11. Không 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 nhả miệng ra. Là được rồi chứ không sờ. Đấy đến phần đấy, âm thanh của đấy là chị được rồi. Âm 9 nào. Vẫn chưa phản xạ đủ rồi. Ê, khi mà các bạn phản xạ mà chưa đủ ấy, tức là âm nó chưa bật ra tự nhiên ấy, lại phải lặp lại 3 lần. Chứ đấy bắt buộc các bạn, với tất cả các bạn là khi cái gì mà các bạn không quen là phải lặp lại đến khi nào quen thì thôi. Kể cả việc đặt câu sau này cũng vậy. Chị phát âm lại cho 19 luôn. Ừ. 10 âm nó phải sao âm thanh chị phát âm bé thì không nghe em sao. Nào thì phát âm nhá. Áp vào này. J J J J J. Ok rồi em cảm ơn. Em khi nào em gửi lại cái video này chị phải xem, chị phải luyện lại nhá. Cái phát âm của mình nó yếu hơn thì chị mình sẽ phải luyện nhiều hơn. Các bạn nào mà các bạn phát âm tốt rồi các bạn luyện 1-2 lần là các bạn nắm được. Mình sẽ phải luyện hơn chắc phải 5-7 lần. Nguyên lý chung nó sẽ là như vậy. Phải bỏ công ra thôi. Các bạn nên nhớ là cái phần này tất cả các bạn toàn bộ thời gian là luyện. Có nghĩa là các bạn bỏ công ra. Thế là người nào bỏ ra càng nhiều công thì cái thành quả của các bạn nó sẽ tốt hơn. Nhất là nếu mà mình bị yếu hơn so với nền của những bạn khác ấy, thì mình sẽ phải luyện nhiều hơn. Nhất là sau này cái phần khi mà các bạn, anh chỉ cho các bạn cái cách để các bạn không phụ thuộc vào phiên âm nữa. Phiên âm này nó chỉ là cái nền ban đầu thôi. Còn các bạn không thể sử dụng phiên âm này liên tục trong khi các bạn đặt câu được. Khi các bạn đặt câu là từ các bạn sẽ phát âm nó trôi chảy rồi. Thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn không phụ thuộc vào phiên âm nữa. Nhưng mà phiên âm nó vẫn là cái nền. Thế nên là khi ví dụ như khi các bạn gặp một từ chẳng hạn, thì anh sẽ yêu cầu các bạn phát âm cho nó đủ lần để sao cho cái lưỡi của các bạn nó buộc phát âm đúng cái từ đấy. Và từ đấy về sau các bạn sẽ không cần nhìn phiên âm của cái từ đấy nữa. Thì đấy là nguyên lý chung khi các bạn gặp bất cứ một từ nào mới. Ví dụ nhé, anh sẽ lấy cho các bạn một cái từ ở một mức 2. Ví dụ một từ gì đấy nó khó xem này. Đây, ví dụ cái mức gần cuối này đi. Nó có bài đi thuê căn hộ, xem anh không biết là xem một từ vựng gì nó khó. Đây à, ví dụ như các bạn có cái từ nhà riêng này này. Thì anh đều cho các bạn phiên âm hết. Thì bây giờ làm nào để các bạn biết cái từ nhà riêng này sau này các bạn phát âm nó không sai nữa. Thì sau này nó sẽ, từ vựng của các bạn sẽ đều được gửi đến một cái trang là trang này. Các bạn sẽ luyện từ vựng ở trên này trước. Thì ở trong cái trang này này, sao nó lâu vào thế nhỉ? Trong cái trang này thì khi các bạn luyện ấy, thì các bạn sẽ bắt buộc phát âm theo. Và nó sẽ lặp lại cho các bạn rất nhiều lần. Để sao cho khi các bạn gặp cái từ đấy, các bạn sẽ lặp lại đủ rồi thì âm thanh của các bạn sẽ tự động nó bật ra đúng. Mà các bạn không cần phụ thuộc vào phiên âm nữa. Thì ở bên này các bạn mới luyện đến bài 10. Tức là các bạn ấy mới luyện xong cái phần đặt câu đơn giản. Và các bạn từ buổi sau là các bạn bắt đầu chuyển sang câu phức tạp. Đây các bạn ví dụ nhé. Sau này khi các bạn luyện từ ấy, thì làm nào để các bạn thoát ly được khỏi phiên âm thì nó sẽ như thế này này. Ví dụ như khi các bạn luyện cái mức này, nó sẽ cho các bạn thường 5 từ một lượt. Cái này liên quan cái bim bim này. Nhiều bạn không biết đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ phải luyện để nghe phát âm này. Chris. Các bạn sẽ phát âm theo crisps, crisps. French fries. French fries. Đó, bây giờ các bạn lại nghe phát âm theo nhé. Chris. Anh lại phát âm theo crisps. French fries. French fries. Các bạn thấy âm luôn phải có âm Z ở cuối. Thì sau này lưỡi của các bạn nó tự động nó quen với tất cả này, bởi vì cái này nó bắt các bạn lặp lại rất là nhiều lần. Hamburger. Hamburger. Hot dog. Hot dog. Hamburger, hamburger vẫn đi nào nhỉ? Không đúng không? À đây. Sai. Hamburger. Bù. Hamburger. Đấy thì chúng ta, nếu mà chúng ta viết sai thì chúng ta lại lần tới chúng ta luyện chúng ta lại viết lại. Phải nhớ để viết sao cho đúng.
À thiếu âm R này. Sai cái gì mà à vẫn chưa đúng à? Khổ quá. Đấy thì chúng ta sẽ viết lại rất nhiều lần khi đúng rồi thôi. Restaurant. Và nó sẽ bắt chúng ta lặp lại rất nhiều lần này nhé. Đó. Và đấy là cái cách để sau này các bạn thoát ly khỏi cái phiên âm của từ. Và ở cái phần học từ ấy, thì anh quan trọng nhất khi nào các bạn học từ là phần luyện kỹ năng. Thì ở đấy các bạn sẽ học đủ được luyện từ vựng. Còn phần đặt câu thì với từ với anh nó chỉ là cái công cụ phụ thôi. Được chưa? Ok. Thì chúng ta sẽ tiếp phần bài học nhé. Thì đấy là anh sẽ nói qua để sao cho các bạn thoát ly được khỏi phát âm của từ. Mà muốn thế thì các bạn sẽ phải luyện rất nhiều lần, lặp lại. Nói chung là mọi thứ liên quan đến việc phản xạ các bạn sẽ đều phải lặp lại, giống như kiểu các bạn nấu nướng ấy. Muốn nấu món gì ngon các bạn sẽ phải nấu rất nhiều lần các bạn mới có thể nấu ngon được. Phát âm cũng thế, đặt câu cũng vậy, nói cũng vậy. Mọi thứ sẽ phải lặp lại rất nhiều lần để cho các bạn có thể trôi chảy được. Và phải bỏ công ra luyện thôi. Ok, sang cặp 12, 13 nhé. S dài với Z dài này. Âm S dài này các bạn đưa đỉnh ngưỡng chân ra phần dưới. Đó, à, các bạn chu cái môi đẩy hơi ra ngoài nhanh mà. Nó âm đậm mà. Các bạn phát âm theo nhé. Cái âm này giống âm si tè cho trẻ con ấy. Đó. Cái này các bạn nữ con năng khiếu hơn đúng không? Đó. Âm Z cũng tương tự như vậy. Nhẹ chậm này. Âm này cũng phải dùng cổ họng lên. Cặp SZ này. Ok. Trước khi các bạn âm cái từ tiếp theo, các bạn sẽ lưu ý cái âm S này, này. Âm này nó là đặc trưng nhất các bạn phát âm từ cửa hàng cửa hiệu này. Cái từ này anh thấy nhiều người cứ phát âm là shop đúng không? Các bạn muốn phát âm cái này phải đưa cái âm S dài này. Phải đưa xuống dưới thì nó mới tạo ra âm là shop. Chứ các bạn phát âm là shop, đấy là âm S dài nó phải như này cơ. Shop, shop. Nghe nhá. Shop. Các bạn muốn phát âm được âm sh như vậy thì các bạn phải nhớ shop. 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 Đó, shop. Nó phải là cái âm sờ đấy mới đúng cơ. Thế nên là chúng ta phải phát âm này cho đúng nhá. Đó rồi. Phát âm lại, các bạn phát âm bây giờ các bạn phát âm nhanh nhá. Ngân phát âm cho anh xem nào. Không biết có mic được nói được chưa? Có nói được không? Được rồi anh ạ. Phát âm thử cho anh nhá. Nãy giờ vẫn nghe được đúng không? Vâng. Rồi, 13 nào. Được rồi đấy, 14. 14 ạ. Ok. 11. 9. Chưa được. Ok. 10. 9. 7. 8. 12. 12. 14. Chưa được. Phát âm theo anh nhé. Mười ba. Phát âm nhanh 3 lần. Mười bốn. Mười ba. Mười bốn. Ok. Ok, rồi anh cảm ơn nhá. 14 nó là đặc trưng, các bạn sẽ phát âm từ này này. Cái này là đo đấy, hay là cái thước đo đấy. Thì nó có âm này này. Từ âm này nó không nhiều đâu. Nhưng nếu các bạn phát âm từ này là measure, còn nhiều bạn nhìn mặt chữ phát âm là measure nữa cơ. Đây, sure, nhiều bạn biết từ này mà đúng không? Đấy, các bạn từ này bình thường đọc là sure. Thì bây giờ các bạn đã ghép vào thành measure, mà các bạn đọc measure mà nó đọc là measure thì các bạn chịu không nghe được.
Phát âm sai là cái khởi đầu của việc không nghe đã. Từ này đây có nhiều bạn từ này cũng phát âm tương tự này. Đây các bạn gặp luôn thì các bạn cảnh báo cho các bạn trước. Từ please này thì biết đúng không? Biết rồi, làm ơn đây này. Sure này biết rồi đúng không? Ghép từ hai vào là please sure. Nó đọc là pleasure thì không bao giờ các bạn nghe được. Đây, các bạn đọc là please sure, đọc là pleasure thì không bao giờ các bạn nghe được. Đó. Thế là mình trước hết mình phát đúng được đáp thì âm thanh nó sẽ lặp đi lặp lại. Thì các bạn nghe người khác nói âm thanh các bạn mới vào tai thì các bạn phát âm là please sure, âm thanh là pleasure thì âm thanh nó sẽ không thể vào tai các bạn. Bây giờ nghe thử phát âm nhé. Phải là phát âm được âm này này thì nó mới ra âm r được này. Pleasure. Đó. Pleasure. Pleasure. Đó. Pleasure. Ở tốc độ các bạn có thể khác nhau nhưng âm thanh nó phải đúng. Thì phải có âm này này. Muốn như này được phải thành âm r r. Pleasure. Đó. Các bạn đọc là please sure thì thôi xong luôn. Tiếp. Hai âm cuối cùng là 15, 16. Hai âm này là âm các bạn không thể sử dụng bất cứ âm nào trong tiếng Việt các bạn phát âm được. Đặc biệt là âm này. Đây âm này các bạn nghĩ âm này dễ phát âm, các bạn phát âm cực kỳ khó. Cái từ cảm ơn này này. Bởi vì nó phải sử dụng đến chữ này. Mà cái chữ này tại sao nó khó? Bởi vì trong tiếng Việt các bạn nhìn miệng anh nhá. Khi anh nói không có một âm nào mà lưỡi anh đưa ra khỏi miệng. Đúng không? Trong tiếng Việt mình không có một từ nào mà khi các bạn phát âm lưỡi các bạn phải đưa ra khỏi khoang miệng. Nhưng tiếng Anh thì từ này phát âm lưỡi nó phải đưa ra khỏi khoang miệng. Và đấy là vấn đề vì chúng ta không quen. Đó, từ này nếu các bạn phát âm là thank you ấy thì các bạn thấy lưỡi nó vẫn trong miệng này. Thank you. À, ví dụ cảm ơn bạn chẳng hạn. Nhưng mà nghe thử phát âm một tiếng họ nhé. Thank. Đấy, các bạn thanh cũng được rồi. Nó khác nhau cái phần âm đầu tiên đấy. Để phát âm đầu tiên nó phải như này cơ này. À, lưỡi nó phải đưa ra khỏi miệng. Thank. Các bạn phải được âm dè này nhé. Thank. 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 Đấy, thì âm đấy nó mới là âm thanh của đúng của tiếng Anh. Chứ các bạn phát âm là thanh thì đấy là tên Anh rồi, không phải là cái từ cảm ơn. Thank. Đấy, các bạn nghe thấy chưa? Cái âm nó phải là âm đấy. Và bây giờ phải chỉnh nhá. Đấy, nhìn thì mấy cái âm này có thể tưởng tượng dễ thôi nhưng mà động vào nó thì sửa lại toàn bộ cái phát âm của mình nó vất vả. Thì sửa lại mà vì nó là một cái hệ thống chúng ta duy trì nó tầm chục năm rồi nên là nó quen lắm rồi. Nên sửa lại rất vất vả. Học cái phần lớn công sửa lại đấy. Đưa lưỡi ra ngoài này. Âm 15 ấn chặt nhả nhanh. À quên cái này thì không nhả, đẩy hơi ra nhanh. Ấn vừa thì không đau nhưng đang cắn lưỡi đấy. Đấy, đẩy hơi còn hơi chỗ nào nó tự động ra đứng nhả miệng ấy nhá. Âm này gần như không có âm thanh gì đâu. Nó chỉ là cái tiếng rè rè như các bạn nghe từ xanh của họ đấy. Các bạn cẩn thận nhá. Lấy cái màn hình điện thoại hoặc là lấy cái gương soi xem cái lưỡi của mình có ra không. Có khi các bạn tưởng mình ra nhưng mà thực ra nó chỉ như này. Nó phải như này cơ. Nhìn xem kỹ, soi xem lưỡi của mình đã ra chưa. Không có thể nó không ra đâu. Phát âm nhá. Lại từ này rất là khó bởi vì nhiều bạn không thể phát âm được từ này. Ok, bây giờ anh phát âm 16 này. Cũng ấn như thế, nhẹ chậm. Âm 16 này. Âm này cũng vì rung của họng mà. Tất cả những âm nhạt là vì rung của họng hết. Từ này nó tiêu biểu nhất là cái chữ này này. Chữ này bạn biết. Ô nhưng mà chữ này buồn cười lắm nhé. Anh hỏi nhiều bạn nghĩa của từ này là gì. Nhiều bạn không biết nghĩa của nó là gì. Từ ơ là một, các bạn biết. Nhưng mà từ này nhiều bạn không hề biết nó nghĩa là gì nhé. Rất buồn cười. Ok. Bây giờ nhân phát âm từ này, anh lấy ví dụ của từ này nhé. Nó là cái phát âm chữ này này. Bây giờ phát âm là từ này các bạn đưa lưỡi ra. Nhiều bạn phát âm nó là dơ. Giữ giờ của tiếng Việt, dơ. Nhưng nghe là phát âm của họ nhé. The. Như này. The. 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 Đấy. The nó cũng được. The. Đó. Thì chỉnh lại nhé. 15, 16 này. 15 này. 16 này. Từ này biết chị Nga phát âm đúng rồi.
Thông thường bắt đầu khó ông này, bắt đầu khó lắm. Rồi, giờ thử xem nào. Lấy từ đầu nào. A à, bình hả? Phát âm thử anh xem nào. Chưa thấy phát âm. Bật mic lên bình ha. À, 15 phát âm anh xem nào. Từ từ đưa đưa cái mic lại gần tí để anh nghe cái âm thanh. Cái từ này thì nó âm thanh nó khó nghe lắm. Anh nghe không được cái nền. Khiếp gió to thế. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi đấy. 16 nào. Ok, được rồi. Tiếp 11. Tiếp theo nào. À, được rồi đấy. 12. Ừ. Ok, được rồi. Âm phát âm rất rõ ràng, mạch lạc. 9. Chờ. À, không có chờ. Không có chờ. Ba lần. Nữa. 10. Lại. 9. Lại nữa anh xem nào. Ok. 7. Thả. 8. 13. 14. 14. Tốt, âm của bạn rất rõ ràng. Âm nào chắc không đấy. 6. 5. 3. Tốt, 4. Vâng. Không nhả rơi, không nhả răng ra, giữ nguyên. Ừ, đúng rồi. 1. 2. 3. Ok, tốt. Thấy các bạn, âm của bạn rất chuẩn ấy. Âm nó rõ ràng. Ok, rồi anh cảm ơn nhá. À, các bạn về các bạn quên thì cứ xem lại video thôi. Cái video này sẽ đăng cho các bạn lên YouTube. Các bạn cứ để đấy, sau này các bạn khi nào các bạn ví dụ một thời gian các bạn quên ấy, các bạn vào xem lại là nhớ. Thế không bao giờ phải học lại nữa đâu. Học lần. Còn quên thì xem lại video, quên xem lại video. Chờ khi YouTube, Google nó sập thì hẵng lo. Còn chờ Google nó sập chắc chết mấy lần thì chứ nó chưa sập đâu. Rồi. 16 âm đầu tiên thành cặp xong. Từ âm 17 đến âm 24 không có cặp. Các bạn sẽ học từng âm một. Nào âm 17... 18, 19 là ba âm các bạn sẽ phải dùng hơi ở trên mũi để các bạn phát âm. Không đẩy hơi qua miệng, đẩy hơi qua mũi. Được chưa? Âm 17, âm M, tiếng Việt mình là M, tiếng Anh là nó phải ngậm vào như này. Để nó có cái từ này nhé. Mọi từ chúng ta sẽ xem luôn những từ điển để các bạn thấy nè, cái phát âm của họ cần phải chuẩn xác ở mức độ nào. Tức là nếu mà tiếng Việt mình phát âm là M đúng không? Tiếng Anh thì khi đến kết thúc từ này nó là âm M. Các bạn sẽ phải ngậm miệng lại. Âm M nó phát âm như này. Thì nghe họ phát âm nhé. Sim. Sim. Nó phải như này. Chứ các bạn phát âm là sim M là chết rồi nhé. Sim. Ngậm miệng đẩy hơi nó lên mũi. Ok, phát âm theo anh nhé. Ngậm miệng vào. Ngậm miệng vào thì hơi tất nhiên phải lên mũi rồi. Phát âm này. Đặt tay lên mũi các bạn sẽ thấy hơi thôi. Ok. Xong âm M nha. Âm N này. Trước khi sang âm N này thì nó cũng tiếng Việt và tiếng Anh nó cũng khá giống nhau âm này. Một nửa phần tiếng Anh nó giống tiếng Việt. Ê, mà động lên âm này thì khả năng là phải chữa ngọng cho một số bạn. Vì có một số bạn bị ngọng âm N với L. Thì chữa nó không khó đâu. Bây giờ các bạn nghe anh nói này, nhưng mà ngày xưa anh bị ngọng, anh mất một năm để sửa. Mà cái khổ của những người ngọng như anh là mỗi lần anh nói về cái phần ngọng N với L này là cái lưỡi anh nó bắt đầu nó lại phân vân. Nó xem là N hay L của một cái chữ nào đấy. Nên là đấy là cái khổ. Vì cái cách luyện của anh là ngày xưa khi mà nói đến cái chữ nào mà có N hay L là phải dừng lại một tí để mà nghĩ.
Thành ra nó thành phản xạ. Bây giờ nói tự nhiên thì nó không sao, nhưng mà cứ động đến N với L cần phải phân tích là bắt đầu lưỡi nó lại bắt đầu khó chịu. Nói nó không tự nhiên nữa. Thì bây giờ cách phát âm chữ N rất là dễ. Nó giống như chữ chờ ấy. Các bạn áp, ví dụ các bạn biết cách thì các bạn chỉ cho bạn bè mình. Nếu người ta bị ngọng hoặc là họ hàng hoặc là mình cũng thế, bị ngọng các bạn sửa. Thì nếu mà các bạn đi lên thành phố học hoặc là làm mà các bạn bị ngọng thì người ta nói chuyện người ta buồn cười lắm. Em bây giờ sửa đi. Nên nó sẽ hơi tốn thời gian, hơi tốn công một chút, nhưng mà biết thì phải sửa. Ngày xưa còn bạn anh nó còn không sửa để cho cuối cùng đi học tiếng Anh, biết cách sửa tiếng Việt ấy. À, các bạn áp cái trần miệng này vào vào đỉnh miệng giống như âm chờ ấy. Sau đây các bạn hạ xuống. Các bạn phát âm này. Chữ N thấp này. N. 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 Đó. Thế còn bây giờ chữ L cao thì các bạn xử lý như nào? Thì nó sẽ giống như chữ tờ. Đỉnh lưỡi các bạn ấn nó mặt sau sang trên, các bạn đập ra. L. 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 Lúa. Lúa. Đấy, làng. Lụa. Còn chữ N thấp ví dụ như là núi, non. Đó. Thì các bạn biết sau này các bạn luyện thì đến chữ đấy các bạn có thể nó chậm lại một chút để nghĩ cho nó đúng. Còn nó sẽ tốn một khoảng thời gian, cái gì cũng phải luyện mà. Tốn một khoảng thời gian thì lưỡi các bạn nó mới tự nhiên nó quen được với cái việc nói những chữ đấy. Ok, bây giờ chữ nào tiếng Anh xử lý nhá. Thì nó giống một nửa chữ tiếng Việt, tức là các bạn áp lên trần miệng nhưng các bạn không đập xuống. Các bạn giữ nguyên tại đấy và đẩy hơi lên mũi. Rồi phát âm nhá. Áp đây này. Đẩy hơi lên mũi này. Đó, thế hơi ra mũi là được. Âm 19 là âm nâng cuống lưỡi, đẩy hơi lên mũi. Bạn phát âm nhá. Đó, giờ 17, 18, 19 nhá. Đó, miệng khẩu hình nó cũng hơi khác một chút. Ok. 20, 21, 22 này. Các bạn học mấy âm nhỉ? 6, 9, 8 âm này một lượt lớn. 8 này một lượt luôn. 20 là âm H, âm này dễ thôi. Tiếng Việt đọc là H. Tiếng Anh các bạn cũng mở như thế, các bạn đẩy hơi nhanh ra. Không có H nhé. Nó chỉ là ví dụ như các bạn xem chữ này nhé. Cái đầu chẳng hạn nhé. Bạn nghe tự phát âm, họ phát âm này. Head. 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 Không phải là head mà là head. Head. Đó. Thì có nhiều âm của mình nó cũng gần gần, nhưng mà các bạn muốn phát âm giống như tiếng Anh các bạn phải chỉnh cho nó đúng. Rồi. Phát âm lại âm H này. Rồi, tiếp. Âm L nó cũng có một nửa giống như chữ L của mình. Các bạn ấn vào mặt sau răng trên, các bạn giữ tại đấy. Đẩy hơi qua hai bên sườn lưỡi. Không đập lưỡi xuống. Với tiếng Anh thì âm này chỉ là tạo thế để phát âm âm tiếp theo thôi. Đây, các bạn ấn lưỡi vào đỉnh lưỡi vào mặt sau răng trên này. Giữ tại đấy, đẩy hơi ra này. Được chưa? Rồi âm thứ 3, 22 là âm R. Các bạn học tốc độ này hơi bị nhanh. Tí các bạn học sang chắc là sẽ em. Học nhanh thì thời gian buổi sau luyện phát âm càng nhiều. Các bạn luyện nhiều thì cái lưỡi các bạn nó sẽ quen. Là âm R này trong tiếng Việt là âm lưỡi phải rung, đúng không? Ví dụ như các bạn phát âm chữ rõ ràng chẳng hạn. Rõ ràng chẳng hạn. Đấy. Lưỡi nó phải rung. Nhưng tiếng Anh chữ R này không rung. Nó giống ở tiếng Việt là một nửa, là các bạn cũng phải cong lưỡi lên ở trong miệng. Sau đấy là các bạn hóp cái má lại để giữ cái lưỡi không cho nó rung. Nó sẽ như thế này này. Lưỡi cong nhá. Hóp má lại này. Đó, thấy các bạn đẩy hơi ra này, phát âm theo anh này. Ví dụ như các bạn phát âm chữ mưa nhé. Rain.
chữ hoa hồng nhé. Rose, rose, nó chứ các bạn phát âm là zen, rose là không nghe ra chữ gì đâu. Rain, rose, đó, cong nữa em đập ra. Bây giờ phát âm lại 20, 21, 22. 20 này, 21 này, 22 này. Ok. Rồi Nam phát âm thử cho anh âm 20, 21, 22 xem nào. 20 nào. 21. 22. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Ok, được rồi đấy. Âm thanh chuẩn rồi đấy. Ok, anh chỉ nghe được âm thanh của các bạn thôi, không cần nhìn cái khẩu hình. Âm thanh các bạn ra đúng là được. Ok, 23, 24. Chữ 23 này nó là chữ Z, nó giống như chữ Z trong chữ gia đình của mình ấy. Các bạn phát âm được chữ đấy là gần giống em này. Đây các bạn phát âm từ chữ gia đình mà đúng như tiếng Việt xem nào. Chữ gia đình ấy đúng của tiếng Việt thì sẽ phát âm như thế nào? Các bạn bị giờ đờ rồi đúng không? Gia, gia đình, gia đình. Đó. Thì chữ ra đấy mà muốn phát âm được nó cũng giống như chữ gì của tiếng Anh. Các bạn cong lưỡi lên ở trong miệng này, sau các bạn đẩy ra trước này. Đó, giống như con rắn hổ mang nó bổ ra trước ấy. Để các bạn phát âm cho anh chị đấy nhá. J, môi hơi chu ra. J. 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 Đó, là âm 23 của chữ giờ dị, chữ gì. Âm 24 là chữ V kép, không liên quan đến chữ W của bảng chữ cái nhé. Ở đây anh không dạy cái gì liên quan đến bảng chữ cái cả. Đây là phiên âm. Phát âm cái âm 24 này các bạn sẽ chu môi ra trước, rồi các bạn mở ra. Nó như này này. Wow. 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 Ok, 23, 24 này. J. Wow. J. Wow. Ok. Giờ anh thử cho một bạn nào để phát âm cho anh xem nào. Mai phát âm nào. 23. Z. Z. Phát âm to hơn một chút đi. Z. 24. Ủa. Ok. Phát âm cho anh âm trên nhá. 21. L. Ok. 22. R. Ok, được rồi. 17. 18. À chết, 18 là Ok, 19. 20. Ok, 24. Wow. Lạ. Ok, được rồi. Chị Nga phát âm thử không? Phát âm thử em xem nào. 17. Đúng rồi, 18. 19. Nâng cuống nữa nên chị phát âm lại em xem nào. Ok, được rồi, 20. 21. Ok, đúng rồi. Không ghi chép có khác nhỉ. Mọi người để nước ở đấy sẵn để uống. Quên không dặn các bạn từ sớm. Các bạn lấy nước. Lấy nước để đấy, cái phát âm rất là mệt. 22. Chị phải chu cái môi đằng trước. Đấy. Lại. Ok, 23. Được rồi, được rồi, 23. 24, đúng không? Wow. Wow. Ok. Wow.
Âm 24 này, ví dụ tức nó gặp rất nhiều âm các bạn liên quan đến cái chữ âm 24 này này. Rồi các bạn những cái chữ này when, where, why, các bạn lập tức miệng phải đưa ra đằng trước luôn này. Đó. When. When, where, why, we. Đó, đưa mồi đằng trước. Đó, thành thói quen. Rồi, ok, xong phụ âm nhá. Thì như anh nói là phụ âm sẽ không phải là phát âm chính của từ, mà nguyên âm mới là phát âm của từ. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang nguyên âm. Nguyên âm các bạn có từ âm 25 cho đến âm 46. Nó sẽ có 12 nguyên âm là một, có một ký hiệu này nó gọi là âm đơn, cộng với 8 âm là âm kép. Âm kép là kết hợp của âm đơn lại với nhau. Ví dụ nó lấy chữ E này. Đâu rồi E rồi? E này nó kết hợp với chữ I này thì nó ra chữ này. Đó. Thì âm kép cũng từ âm đơn mà ra, nên các bạn học xong kép, à, học xong đơn là các bạn quyết định được âm kép phát âm như nào luôn. Thì âm đơn thì những âm có hai chấm này là những âm mà nó gọi là âm dài, thì các bạn sẽ kéo dài hơn hơi của các bạn ra hơn. Thì trong âm đơn này các bạn nhìn nhé, từ âm 25 đến 27 là 3 chữ Y, tức là âm thanh của các bạn tạo ra sẽ có hơi hướng của âm Y. 28, 29 là 2 chữ E. 30, 31 là 2 chữ Ơ. Đây, các bạn nhìn cái khí hậu của nó cũng không giống chữ Ơ này. Tức là các bạn định hình về mặt âm thanh là các bạn sẽ có hơi hướng giống âm đó. 32, 33 là 2 chữ A. Đây nó có giống chữ A đây này. 34, 35 là 2 chữ O. 36, 37, 38 là 3 chữ U. Như vậy trong nguyên âm này nó sẽ có âm I, âm Ơ, âm A, âm O và âm U. Âm thanh của nó không nhiều bằng âm thanh của tiếng Việt về mặt nguyên âm, đúng không? Việt Nam có E, nhưng mà nó tính lẻ ra thì nó nhiều nhé. Lẻ của nó 12 âm, mình thì có A, A, Ơ, đấy. E, E gì đấy, U, Ư. Y có hai chữ Y nhưng âm thanh thì có một chữ Y. Cái chữ Y tiếng Việt là cái chữ rất là buồn cười. Về mặt phát âm thì Y ngắn, Y dài thì giống nhau, đúng không? Thế nếu mà về mặt đánh vần ấy thì khi các bạn có chữ Y vào một từ, các bạn sẽ phát âm nó Y như nhau. Ví dụ như là bác sĩ. Bác sĩ Y ngắn hay bác sĩ Y dài thì về mặt chính tả thì nó sẽ dùng Y ngắn. Nhưng mà các bạn ghi bác sĩ Y dài đều là Y được hết, đúng không? Tức là chữ Y này, hai chữ Y này nó có lúc nó giống nhau, có lúc thì nó lại khác nhau. Nó không thống nhất. Ví dụ có bạn tên Thúy, được đúng không? Thế bây giờ thì Y dài và Y ngắn nó thành vấn đề, nó lại thành chữ Y khác. Chữ này, hai chữ này đều là Y, đọc là bác sĩ được, nhưng cái này là Thúy, cái này đọc là Thúi. Cùng một chữ Y nó lại đọc có hai cách khác nhau. Đây cũng, anh mới bảo là khi các bạn bác biết được cái bảng chữ cái tiếng Việt, nó chỉ đọc gần hết các từ tiếng Việt thôi. Có những từ nó lạ, chúng ta sẽ phải xử lý riêng. Đó, tiếng Việt mình nó cũng không phải là tiếng hoàn hảo, tiếng Anh nó không phải là tiếng hoàn hảo. Nó cũng có khá nhiều vấn đề, nhưng mà nó là tiếng về... về mặt lịch sử và xã hội thì nó được dùng nhiều nhất thế giới, thế nên chúng ta học thôi. Để chúng ta tiếp tục nhá. Nguyên âm của nó sẽ có 3 chữ Y, thì khi học nguyên âm các bạn sẽ phát âm được từ rồi. Chúng ta sẽ học các từ luôn. Phát âm từ luôn. Phụ âm các bạn phát âm rồi, chúng ta sẽ không bàn đến phụ âm nữa. Cho nó xuống dưới này đi. Kéo nó ra đây. Rồi. Để các bạn nhìn nguyên âm nhá. Đầu tiên là Y này. Có 3 chữ Y. Để phát âm được chữ Y này, các bạn phát âm chữ Y bằng cách hạ cằm xuống. Này cam nó dưới nó khó nhìn nhỉ. Anh dùng tay đâu rồi? Đây rồi. Các bạn phát âm chữ Y bằng cách hạ cằm xuống nhé. Các bạn phát âm này. Y. Hạ cái cằm dưới xuống. Y. Y. Được chưa? Bây giờ là đến lúc các bạn học phát âm từ này. Thì khi các bạn phát âm cái này, các bạn được phép đánh vần, nhưng không phải đánh vần vào mặt chữ mà đánh vần trong phiên âm này. Bây giờ bởi vì phiên âm nó mới viết ra cái ký hiệu phát âm của từ. Và đánh vần như thế nào? Để các bạn nhìn nhá. Trong cái từ bờ với y với g này này thì bờ là ghép được với y đúng không? Nhưng y thì không ghép được với g. Tiếng Việt mình thế thôi, bờ ghép được với y nhưng y không ghép được với g đâu. Thì bây giờ các bạn phát âm từng ký hiệu một này, bờ phát âm như thế nào nào? Ngậm môi và phát âm ra này. B. Y phát âm như nào vừa học xong? Y. G phát âm như nào? G. Bây giờ các bạn ghép B với Y ra thành gì? B. Sau đấy thêm ông G vào. G. Phát âm nhanh sẽ nào? Big. Big.
big. Và cái từ này người Việt Nam hay đọc nó big, đúng không? Đây các bạn nghe từ điển họ phát âm nhé. Nên cho to cái loa này. Big. 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 Các bạn nghe cái âm g cuối nhé. Big. Big. Đó, âm g đấy các bạn đừng bỏ. Big. 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 Đó. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Từ thứ hai các bạn cũng nối âm tương tự. S các bạn học phát âm rồi, phát âm S như nào, phát âm lại thử tự phát âm mình nghe xem nào. À các bạn nghe xem nào. S là phát âm là S, I phát âm là I. S với I sẽ thành cái âm gì? S ghép vào I luôn. C. Sau đấy thêm âm ng vào nữa. Ghép cả từ và sẽ được là sing. Sing. Nghe giống chữ sing đúng không? Nhưng mà chậm nó sẽ là như thế đấy. Sing, các bạn phát âm theo nhé. Sing. 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 Từ tiếp theo, tờ với I với N, cái này ghép cả ba từ với nhau được. Âm, vị trí âm cuối cùng sẽ là của âm âm N. Bắt đầu bằng âm T sẽ là âm, đưa vị trí của chữ tờ này. Đó, tờ I, L sẽ được âm thin đúng không? Phát âm như thế này này. Thin, vị trí cuối cùng của chữ N nhé. Thin, không phải là tin thôi nhé. Thin. Thin. Được chưa? Rồi, tiếp theo, bốn ví dụ cuối cùng này các bạn lưu ý cho anh này. Trong tiếng Anh có bốn chữ. Các bạn sẽ cần phải lưu ý là chữ K này. P này, T này. Và chữ này, chữ tròn này này. Khi trước bốn cái ký hiệu này là một nguyên âm. Các bạn sẽ phải nhân đôi cái chữ này lên. Nhân đôi bốn chữ này lên. Ví dụ như trước chữ này là chữ I này, thì nhân đôi chữ K này lên thành hai chữ K này. Một chữ K bắt vào đằng trước, một chữ K bật ra ngoài. Chữ P cũng thế, một chữ P bắt vào đằng trước, một chữ P bật ra ngoài. Thế nên với chữ K, IK này các bạn phát âm của nó các bạn sẽ được như thế này. Phải thêm một chữ K nữa. Đó, bây giờ chữ K phát âm như thế nào các bạn nhớ phát âm không? Phát âm thử tự phát âm mình nghe xem nào. À quên các bạn nghe chứ anh có nghe được. Phát âm của nó là K. K. Bây giờ ghép thêm K, IK vào. Chữ K thứ hai này để các bạn phát âm được, các bạn sẽ tưởng tượng nó giống như chữ cờ. Các bạn sẽ được phát âm là kick. Sau đấy bật thêm một chữ cờ nữa ra là kick. Các bạn phát âm theo nhé. Kick. Kick. Chữ tiếp theo nhân đôi chữ P, một chữ P bắt đằng trước, một chữ P bật ra. Chữ chờ này bây giờ phải phát âm lại này. Các bạn nhớ chữ chờ phát âm như nào không? Để cái này nó ngang nữa này. Hơi khó nhìn. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ ghép vào này. Chờ IP sẽ được âm là chip. Sẽ bật thêm một chữ P ra nào. Phát âm của nó sẽ là chip. Chip. Không phải là chip đâu nhé. Nó là âm ch. Thế nên là sẽ là chip. Đó. B I T thì quá dễ rồi. Bật đôi chữ tờ ra nhé. B V I T sẽ thành âm bit. Sau đấy bật thêm một chữ tờ ra thành ch. Phát âm của nó sẽ là ngập nhẹ này. Ngập nhẹ bờ ngập nhẹ này. Bit. 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 Được chưa? Cuối cùng chữ này. Chữ này thì về nguyên lý các bạn sẽ phải nhân đôi chữ chờ ra. Đó. Nhưng khi các bạn phát âm thì các bạn chỉ nhân đến hết chữ tờ thôi. Các bạn không nhân hết chữ chờ. Tức là sẽ phát âm là bit, chứ không phải phát âm là big. Bit, sau đấy nhân chữ chờ ra. Nên từ này phát âm âm đầu tiên của nó giống âm này. Sau đấy bật thêm một chữ chờ ra này. Phát âm của nó sẽ là bitch. 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 Đó, từ này chửi nhau người ta hay nói đấy này. Son of the bitch. Chó đẻ đấy. Ok. Đấy là cách để các bạn đánh vần trong phần phiên âm.
Bây giờ một bạn ở đấy phát âm cho anh qua âm y này. Uyên phát âm thử xem nào. Đánh vần nào. Phát âm theo ngang nhá. Bắt đầu phát âm. Big. Tiếp. Sing. Tiếp. Thin. Tốt. Tiếp. Kick. Tốt. Chip. Chip. Tiếp. Bit. Bit. Tiếp. Bit. Bit. Ok, tốt, rất tốt. Các bạn nắm được nguyên âm, các bạn sẽ phát nắm được phát âm của từ. Còn các phụ âm các bạn ghép vào thôi. Bây giờ sang âm y thứ hai là âm y dài. Âm này các bạn, khi các bạn chụp ảnh người ta hay nói là say chi. Tức là nói cái chữ chi, người ta dịch là cười lên ấy. Tại sao lại nói chữ chi này dịch là cười lên? À, đánh tắt cái này đi, các bạn dùng cái này này. Đây nhá, các bạn có... Đây các bạn có chữ này nhé. Có chữ y dài này này. Mà để phát âm được chữ y dài thì các bạn phải kéo mép sang hai bên như cười. Đó. Các bạn phát âm chữ này y. Đó. Thì khi người ta bảo say chi, các bạn muốn phải chi được, các bạn phải như này. Thế này nó giống như cười. Nhưng người ta khi người ta nói chụp ảnh, người ta không nói là smile, người ta nói là cheese hoặc là say cheese. Thì khi chi nó phải như này này, như cười này này. Mà cứ nghe các bạn chụp ảnh các bạn tự nói chi nên là cười nó nghe mà chi. Đó, nhưng mà nó hơi giả giả tí thôi. Cười tự nhiên thì nó sẽ dễ hơn. Ok, bây giờ phát âm mi này nhé. Đâu rồi? Nào, phát âm theo anh này, 3 lần nhá. Y. 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 Ok, bây giờ các bạn tự ghép vào từ các bạn sẽ thấy ngay. Anh chỉ cần dạy cho các bạn từ đầu, các từ sau các bạn chỉ cần phinh nguyên âm phát âm được các bạn sẽ phát âm được hết. Bình phát âm thử nhá nào. Ôi như chị Oanh chị thoát rồi sao? Đã Bình phát âm. Tự phát âm cho anh xem nhé. Cứ theo hàng ngang mà phát âm thôi. Bắt đầu. Quỷ. Quỷ. Tốt. Nít. Sai. Nít. Từ 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 từ. Ở đây không phải là nít mà n với y thành ni thôi đúng không? Chữ đờ này có nhân đôi đâu mà thành nít. Nó chỉ là ni. Need, need, đó. Phát âm lại. Need. Nhá, N với Y thành gì? Tiếng Việt N với Y thành gì? Need, đúng không? Need. Xong thấy thêm âm đờ vào thôi. Need. Need. Nghe nó vẫn nít nít thế nào nhỉ? Need. Need. Ừ, rồi, từ tương tự tiếp theo nhá. Đừng có rằng read đấy. Read. Read, đờ nhẹ thôi. Speak. Nhân đôi này, speak, đúng không? Tiếp. Speak. Keep. P nó chưa tự nhiên, phát âm lại cho anh em P âm nào. Keep. Keep. Một mình chữ P thôi. P. 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 Keep. 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 P. P. Bờ nó, anh có thấy âm của anh nó ra âm thanh đâu. Keep, keep. Rồi nhẹ nhàng thôi, nhẹ xong một tí. Keep. Keep, keep. Rồi bây giờ nhanh lên nhá, đừng có bờ nó lâu vậy. Keep, keep. Keep, keep. Rồi, từ tiếp theo phát âm mình xem nào. It, it. Nhẹ đi một tí, it. It, it. Rồi, từ cuối cùng. Teacher. Phát âm lại cho anh một mình chị chờ chứ. Chờ. Ghép vào. Teacher. Teach. Teach. Chờ. Ok rồi, anh cảm ơn nhá. Bây giờ các bạn phát âm theo anh một lượt này. Bỏ qua nhỉ. Ok. Cho cái này giấu sang cái này đi. Nào các bạn phát âm này. E. Key. We. Need. Read. Speak. Keep.
Eat. Nghĩa nào cũng phải kéo mép ra. Teach. Đó. Rồi sang âm tiếp theo. Âm y này là âm y thường. Âm này là âm duy nhất các bạn được dùng âm y tiếng Việt để phát âm. Giống như y tiếng Việt. Y. Các bạn phát âm một chữ y bình thường thôi. Y. Y. Thì chữ y này nó hay nằm dưới các cái từ có trọng âm. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn một từ thế nào là từ có trọng âm. Cái này các bạn có thể cần các bạn ghi lại nhá. Để phóng to cái này lên cho các bạn nhìn này. Rồi, cái bảng cái đâu đó nhỉ? Đây. Rồi, các bạn nhìn nhá. Trong tiếng Anh này, đây là một cái khái niệm mới mà nó liên quan đến trọng âm. Nó là cái thứ tiếng mà tất cả các ngôn ngữ ở châu Âu nó đều có. Nhưng mà những cái tiếng ở châu Á của mình thì ít có. Nếu các bạn nghe một câu trong tiếng Việt, ví dụ như nghe đang nghe anh nói nhé, thì gần như tất cả các bạn đều nghe được những cái từ các bạn anh nói, tất cả các từ cái độ nhấn mạnh của nó đều ngang nhau. Tức là trọng âm nó dàn đều thôi. Nhưng với tiếng Anh ấy, thì khi một từ nào mà có từ hai nguyên âm trở lên như từ này chẳng hạn. Các bạn nhìn thấy hai chữ y này thì nó sẽ phải có một âm được nhấn mạnh hơn. Cứ từ hai nguyên âm trở lên là phải có một âm được nhấn mạnh hơn. Thì cái âm đấy người ta gọi là âm có trọng âm. Và để ký hiệu cái âm có trọng âm này thì trong từ điển người ta dùng cái dấu này này. Cái dấu gạch sổ ở bên trên này này. Đâu rồi, không quét được nó nhỉ. Đấy, cái dấu ở bên trên này chính là cái dấu trọng âm. Và khi cái dấu này đánh ở đâu thì cái nguyên âm ngay đằng sau nó là âm sẽ phải nhấn mạnh. Tức là nguyên âm đấy có trọng âm. Và nguyên âm đấy có trọng âm thì tương tự các âm xung quanh nó để các bạn phát âm từ đấy cũng phải có trọng âm. Đó. Đấy là khái niệm của nguyên âm. Và khi phát âm trọng âm tức là các bạn sẽ phải nhấn mạnh nó hơn những âm khác. Đó, thấy chưa? Thì trong, anh sẽ nói lại này. Trong tiếng Anh từ nào có từ hai nguyên âm trở lên thì sẽ có một âm được nhấn mạnh. Âm có nhấn mạnh đấy là âm có trọng âm. Và trong tiếng Anh thì người ta sẽ sử dụng cái dấu gạch ở bên trên này làm ký hiệu. Nguyên âm ngay đằng sau nó sẽ là âm có trọng âm. Nó được nhấn mạnh hơn âm khác. Ví dụ các bạn có từ, anh lấy một từ khác nhé. Từ này chẳng hạn này. Đây các bạn thấy có dấu này này. Đúng không? Thì cái nguyên âm này sẽ là âm được nhấn mạnh nhất trong từ. Usually. Đó. Usually. Thì âm đấy sẽ nhấn mạnh nhất. Usually. Đó. Hoặc từ này. Thì dấu này đánh ở đây. Tức là âm ơ này sẽ là âm có trọng âm. Các bạn sẽ phát âm là Journey. Jo sẽ là âm nhấn mạnh nhất. Dạ, anh thì lấy một từ từ này. Thì dấu nó đánh ở đây. Tức là âm y này sẽ là âm có trọng âm. Thì các bạn sẽ phải nhấn vào âm này hơn là âm này. Bây giờ các bạn sẽ nghe họ phát âm nhé. Complete. Đó, âm pleat sẽ là âm được nhấn mạnh. Âm cơm là âm chỉ lướt thôi. Complete. Đấy, đấy là khái niệm về trọng âm. Bây giờ chúng ta quay lại những từ này nhé. Thì trong từ này, bây giờ âm này sẽ là có trọng âm, đúng không? Để anh copy từ này sang Word này cho các bạn nhìn này. Thì bây giờ các bạn muốn phát âm được từ này thì các bạn sẽ xem như âm này là âm được nhấn mạnh đúng không? Thì để phát âm được từ này các bạn sẽ có chữ T này phải nhân đôi này. Thì các bạn sẽ tương đương với hai âm, âm thứ nhất là âm này. Đúng không? Chữ T bật ra nó bắt vào chữ Y thứ hai. Mà nhấn các bạn sẽ phải nhấn vào âm này. Đó. Thì từ này âm này phát âm là gì? Sit. Âm này phát âm là gì? T. Ghép hai âm vào, nhấn vào âm này này. City, city, city. Đấy chưa? Ok. Tiếp theo các bạn sang từ thứ hai này. Cái này nó nổi lung tung lên thế nhỉ? Nào nổi lên đi, nổi lên. Nổi lên đi này. Rồi, để sang từ thứ hai. Các bạn có từ này. Thì trọng âm sẽ nhấn vào âm này. Âm này sẽ được là gì? Từ từ để một bạn nào đấy phát âm rồi này. Ngân phát âm thử xem nào. Âm này trước. Thì. À, phát âm luôn cả từ hả? Ok. Phát âm của Ngân là có xu hướng phát âm giống tiếng Mỹ. Anh sẽ giải thích cho các bạn cái âm tiếng Mỹ là như thế nào. Tức là về mặt nguyên lý là chữ tờ này phát âm là T.
Ngân phát âm lại từ đấy xem. Piri. Đấy, các bạn nghe thấy bạn ấy phát âm giống như âm piri, tức là giống như âm đờ. Thì đấy là một nguyên lý mà tiện đây bạn phát âm anh sẽ nói luôn cho các bạn này. Trong tiếng Anh ấy, khi chữ tờ không nằm dưới dấu trọng âm thì người Mỹ sẽ có xu hướng phát âm thành âm giống âm đờ. Ví dụ như chữ này. Đây. Người Mỹ thì sẽ có xu hướng phát âm âm này thành letter. Ngân thử phát âm như thế nào? Letter. Letter. Đó. Nhưng người Anh thì âm tờ này vẫn âm tờ. Các bạn nghe này. Letter. Đó. Letter. Cái này chỉ có người Mỹ thôi nhá. Letter. Người Mỹ sẽ là letter. Đó. Cái này thì nên anh mới bảo nghe cái phát âm của các bạn, anh biết được cái phát âm của các bạn. Theo cách nào mà phần lớn người nói tiếng Anh thì sẽ đều có xu hướng phát âm như tiếng Mỹ, do cái ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ, văn hóa Mỹ, thế nên là chúng ta sẽ có xu hướng phát âm theo cái tiếng Mỹ nhiều hơn là tiếng Anh. Và tiếng Mỹ thì cũng nên học sử dụng theo tiếng Mỹ, bởi vì nó sử dụng cái tính ứng dụng của nó cao hơn. Tiếng Anh thì tính hàn lâm nghiên cứu của nó tốt hơn tiếng Mỹ, nhưng mà tính ứng dụng thì tiếng Mỹ tốt hơn, mặc dù đều là tiếng Anh nhưng có nhiều cái nó khác nhau lắm. Nào Ngân phát âm tiếp cho anh từ này nào. Hai âm nhấn. Business. Lạ. Business. Âm này có một âm hẳn hoi là âm G chứ không phải là âm Z. Z. Business. Busy. Business. Em phát âm của em mới chỉ đến âm Z. Z với Y cho anh thành Z sao nào. Z. Business. Ừ được, lạ. Business. Âm cuối cùng, y dài nhé. Easy. Kéo, kéo mép sang easy. 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 Ok rồi, anh cảm ơn. Vậy là các bạn xong 3 chữ y này. Bây giờ anh thử hỏi một bạn nào đấy phát âm chéo cho anh xem nào. Nam phát âm thử xem nào. Anh sẽ đánh dấu từ các bạn phát âm cho anh nhé. Đây. Big. Đây. Mini. Đây. Kick. Đây. Busy. Đây. Easy. Đây. Kick. Đây. Em không nhìn thấy. À đây. 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 Eat. Beach. Ok rồi, cảm ơn. Là tiếp theo các bạn sang hai chữ e. Chữ e này các bạn phát âm bằng cách hơi hạ miệng xuống là các bạn sẽ phát âm được chữ e này thôi. Nào phát âm chữ e nhá, hơi hạ cảm xuống. E. 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 Ok. Chữ Nga thử phát âm cho em theo hàng ngang này. Các bạn chỉ việc đánh vần ở trong phiên âm thôi. Từ đầu tiên. Men. Tiếp theo. Không phải bad, bad chứ. Men. Chị phải ghép nhanh vào nhá. Bad, bad. Không phải bad. Men. Nào nhanh cho em nào. Bad. Men. Rồi từ này em xem nào. Hey. Đây. Yes. Em chị phát âm được đấy. Yes. Yes. Đây nhân đôi chữ tờ này. Get. Chữ tờ chưa phát âm đúng. Get. Get. Của chị là có xu hướng dính cái mặt này vào này, nên nó sẽ giống như là get. Nó phải là get. 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 Đấy. Get. Đấy 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 đấy, đúng rồi đấy. Tiếp theo. Check. Ừ, đúng rồi. Từ này các bạn nhìn mặt chữ là các bạn hay đọc là check. Vì tiếng Việt hay đọc là check. Mày check cái mail đi. Tiếng Anh phiên âm của nó là check, không phải check. Từ cuối cùng trọng âm rơi vào đầu tiên. Many. Tốt, ok, được rồi chị. Ok, chị E thứ hai. Chị E này là E bẹt. Các bạn phát âm các bạn phải mở rộng miệng ra thành bốn hướng. Há hết mồm ra mà phát âm. Môi phải rộng rồi nhá, phát âm nhá. Phát âm chữ E theo cách này này. E. E. E.
Ok, rồi thế thôi. Một bạn nào phát âm thử cho anh xem nào. Mai phát âm đi. Man. Mà rộng miệng nữa ra. Man. Man. Ok, được rồi. Tiếp. Bẹt. Tiếp. Bạch. Back. Back. Tiếp. Cat. Bật chữ tờ ra cho anh nè. Cat. Cat. Rồi, tiếp. Một nửa là nó vẫn giống chữ này nè. Đúng không? Vậy em bắt đến đây thôi. Sau đây em bật ra chữ chờ. Đó. Lạ nữa. Từ cuối cùng nhân đôi chữ P nhá. Lạ. Âm P là một âm của nó không được happy, mà là happy. Âm P phải rõ ràng. Nó không được nhấn mạnh nhưng vẫn phải là một âm phải nhấn. À phải đọc happy. Lạ. Happy. Em đọc âm P cho anh rõ ràng hơn một chút nữa này. P. P. Happy. Happy. Lạ. Happy. Ok, rồi, cảm ơn. Tiếp là một bạn nữa. Bình. Phát âm chéo cho anh hai chữ E này nhé. Đây. Men. Đây. Men. Mở rộng miệng ra. Man. Men. Đây. Chào anh. Trên. Đây này. Men. Đây. Bet. Đây. Bet. Bad. Bet. Cứ cái âm này cứ mở rộng chữ E phát âm mở rộng miệng rồi. Đây. Back. Back này không được rồi. Back. 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 Lạ. Đây. Yes. Yes. Đây trước đi. Cat, cat. Mà rộng miệng á. Cat, cat. Cat, catch. Lạ. Cat, cat. Ở miệng chưa rộng lắm. Miệng của em vẫn hẹp quá. Catch, catch. Cat, cat. Ok, rồi tiếp chữ này xem nào. Catch. Catch. Phát âm cho anh một mình chữ chờ nào. Rồi ghép vào. Catch. Đừng có nhấn vào chờ quá. Catch mới chính. Catch. Catch. Chưa được lắm. Đây. Get it. Đây. Trick, trick. Trick đâu, e cơ mà. Sao em lại phát âm thành y? E này phải âm thành check chứ sao lại chick? Ô, đây là chữ e mà đúng không? E thì phải phát âm thành check chứ sao lại cứ phát âm thành âm chick? Có phải là y đâu mà thành chick? Check. Lạ. Check. 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 Từ này nào. Happy. Đây. Many. Ok, được rồi. Như vậy làm xong, hôm nay các bạn học xong phụ âm và học được 4 nguyên âm rồi. Buổi sau các bạn sẽ học nốt những nguyên âm này còn lại. Học âm kép thì rất là nhanh thôi. Âm kép thì ghép của âm đơn vào thôi, rất là nhanh. Và sau đấy các bạn sẽ thực hành ở trên từ điển này. Anh nghĩ là các bạn sẽ mất khoảng nửa buổi sau là các bạn học. À không, không. Các bạn cũng phải ôn bài nữa. Ôn lại cái âm của hôm nay nữa. Thì nó sẽ lâu hơn một chút. Nhưng mà các bạn sẽ có thể là bắt đầu học luôn vào phần tạo câu được rồi đấy. Bởi vì cái thời lượng, cái thời gian của các bạn học khá nhanh.
cái tốc độ học của các bạn khá nhanh. Ok, hôm nay cũng khá muộn rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật. Rồi, chào các bạn nhé.